Thiên Đạo Đồ Thư Quán Trương Huyền. Chương 521, cho đơn thuốc hoàn mỹ 1. Không biết y thuật, thân thể Mộc Hoành hội trưởng thoáng lảo đảo một cái. Không biết y thuật lại dám khiêu chiến, từ khi nào chính hắn một hội trưởng lại giá hạ như thế? Đến cùng có chuyện gì xảy ra, nói rõ cho ta. Sắc mặt tái xanh khó coi, hắn vẫy bàn tay một cái. Là như vậy. Đầu lĩnh hộ vệ và Nhã Nhu nói rõ ràng tỉ mỉ một lượt chuyện vừa rồi gặp Trương Huyền đến như thế nào, muốn sát hại y sư thế nào. Nghe hai người nói xong, không chỉ Mộc Hoành, ngay cả đám y sư Đỗ Nhiêu, Thành Phong, tất cả đều bối rối. Mỗi một người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Kỳ lạ mỗi ngày đều có, ngày hôm nay đặc biệt nhiều. Ngay cả ở đâu sát hại y sư, thì thế nào cũng không biết, lại dám đi khiêu chiến Tưởng Nghi Nan. Lá gan của ngươi cũng quá lớn. Hội trưởng, hắn đã dẫn động Tưởng Nghi Nan, hiện tại sợ rằng đã kết nối cùng tổng bộ bên kia. Chúng ta phải làm gì? Thành Phong y sư đi lên phía trước. Tiếng chuông vang lên, Tưởng Nghi Nan mở ra, sẽ lập tức liên kết với tổng bộ. Phía đối diện có khả năng đã có y sư tứ tinh, thậm chí ngũ tinh chuẩn bị cho tốt, chờ kiểm nghiệm. Nếu như bây giờ chạy tới gián đoạn, rất có khả năng sẽ chọc giận tổng hội bên kia. Còn có thể làm sao? Chúng ta lại ở chỗ này chờ. Nếu ngay cả y sư sát hạch thế nào cũng không biết, tất nhiên không có cách nào giải đáp. Chờ hắn thất bại, đuổi ra ngoài là được, nhất định phải dạy dỗ thật tốt một trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt Mộc Hoành tái xanh. Khiêu chiến Tưởng Nghi Nan không chỉ là khiêu chiến uy nghiêm của hắn, quan trọng hơn chính là dẫn động Tưởng Nghi Nan, chẳng khác nào kinh động Tổng hội. Kinh động Tổng hội, kết quả lại xuất hiện người cái gì cũng không biết. Nếu như bên kia biết tình hình thật sự, sợ rằng ngay cả tâm tư muốn giết hắn cũng có. Đường đường là nghiệp đoàn y sư vương quốc nhất đẳng, xuất hiện loại chuyện ô long này, có thể chính là phá hoại một chút. Vâng, nghe được lời của hội trưởng, biết hắn thật sự tức giận, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu như đối phương giải đáp ra vấn đề trên Tưởng Nghi Nan, chúng ta ở chỗ này có thể nhìn thấy được sao? Bên này nặng nề, bên trong đại sảnh, không ít bệnh nhân, học đồ lúc này cũng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mỗi một người ngừng động tác trên tay, đồng loạt nhìn qua. Ừ, trong đám người một người biết chuyện gật đầu. Tường của y sư đường, cùng một dạng với danh sư đường, sử dụng vật phẩm đặc biệt xây dựng thành. Sai lầm sẽ xuất hiện ánh sáng màu đỏ, một khi chính xác, sẽ xuất hiện ánh sáng màu cam. Hơn nữa, chính xác cũng phân chia đẳng cấp. Đẳng cấp? Đúng vậy, cùng một loại bệnh, dược liệu, trị liệu thủ đoạn khác nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Căn cứ hiệu quả, có thể chia ra làm miễn cưỡng, đạt tiêu chuẩn, hài lòng và cao nhất. Miễn cưỡng, xuất hiện một luồng ánh sáng cam, đạt tiêu chuẩn là hai luồng, lấy loại này đẩy lên, cao nhất là bốn luồng. Trước đây, Mộc Hoành hội trưởng liên tục giải quyết bốn tạp chứng nghi vấn khó xử lý, viết ra mỗi một đơn thuốc, đều là ba ánh sáng cam, soi sáng đại điện, khiến người ta cả đời khó quên. Nhớ tới cảnh tượng rầm rộ lúc đó, sắc mặt người biết chuyện ửng đỏ, kích động một hồi. Những tạp chứng nghi vấn khó xử lý, là nghiệp đoàn nhiều năm tích lũy có được, đối với những y sư tam tinh, tứ tinh này của Tổng hội mà nói, có thể rất dễ dàng. Nhưng đối với Thiên Vũ Vương quốc mà nói, tuyệt đối là nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Mộc Hoành hội trưởng vừa khiêu chiến lại hoàn thành bốn cái. Hơn nữa còn mỗi một cái đều là ba luồng ánh sáng màu cam, phá tan nhận thức của tất cả mọi người. Mộc Hoành hội trưởng thật là lợi hại. Đúng vậy. Người này xông vào, cái gì cũng không biết, chắc hẳn sẽ lập tức xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Mọi người bàn luận ầm ĩ. Còn chưa nói dứt lời, Tường y sư đường đột nhiên lắc lư, một khí tức nguy nga kích phát ra. Xem ra người này đã trả lời xong tạp chứng nghi vấn khó xử lý, y sư đối diện cũng đã kiểm nghiệm xong, chắc hẳn sắp gặp xui xẻo. Người biết sự tình hừ một tiếng, đang muốn nói tiếp, đột nhiên mắt trợn tròn, trong đầu ầm ầm tiếng chán động, sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc đó, ở vách tường phía trước chợt bắn ra ánh sáng. Chỉ có điều, không phải là ánh sáng màu đỏ, mà là ánh sáng cam. Thế nào lại là ánh sáng màu cam? Lẽ nào hắn trả lời đúng rồi? Điều này, làm sao có thể? Những vấn đề khó khăn, trải qua nhiều năm lắng đọng, rất nhiều y sư tam tinh cũng trả lời không được, hắn làm sao có thể thành công? Không phải nói hắn cái gì cũng không biết sao? Người biết chuyện dùng sức dụi mắt, không thể tin được cảnh tượng vừa nhìn thấy.
hắn hình như không chỉ trả lời chính xác, còn không chỉ là cấp bậc miễn cưỡng. Trong đám người không biết ai hô một câu. Dựa theo tiếng nói của hắn, đường ánh sáng màu cam thứ nhất trên quả cầu thủy tinh trước mắt còn không có biến mất, quả nhiên lại bắn ra một đường khác. Hai đường ánh sáng màu cam xen vào nhau ăn ý, soi sáng khắp nơi. Ong! Thời điểm mọi người ở đây khó có thể tin nổi, tường lại lắc lư, ánh sáng bắn nhanh, giống như trong điện xuất hiện vô số ngôi sao chói mắt. Ba đường, bốn đường, năm đường, năm đường ánh sáng màu cam, chiếu khắp nơi. Đây là, hoàn mỹ, trả lời cấp bậc hoàn mỹ. Người biết sự tình, miệng lại khó có thể khép lại, run rẩy nói không ra lời. Phương thuốc thông thường, chỉ có bốn loại cấp bậc, miễn cưỡng, đạt tiêu chuẩn, hài lòng, cao nhất. Nhưng còn có một loại, tồn tại trong truyền thuyết. Loại phương thuốc này, có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, dược liệu giá rẻ nhất, hoàn toàn chữa trị tốt chứng bệnh. Cũng chính là phương thuốc hoàn mỹ trong truyền thuyết. Loại phương thuốc này sẽ cùng chứng bệnh xứng đôi đến mức tận cùng, cái khác so sánh với nó, đều giống như bụi bặm, lại không có màu sắc. Loại phương thuốc cấp bậc như vậy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thiên Vũ Vương quốc lập quốc từ ngàn năm trước tới nay, cũng mới nghe lần đầu. Người cái gì cũng không biết, không chỉ giải đáp được vấn đề, còn đưa ra phương thuốc như vậy. Con mắt của ta mù sao? Năm đường ánh sáng màu cam. Chuyện gì xảy ra? Phương thuốc cấp hoàn mỹ sao? Những người khác trong đại sảnh cũng đồng thời bùng nổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mộc Hoành hội trưởng cũng thấy trước mắt choáng váng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nhã Nhu và đầu lĩnh hộ vệ trước mắt. Em gái ngươi! Các ngươi không phải nói người xông vào kia cái gì cũng không biết sao? Ngươi tới giải thích cho ta biết, đây là có chuyện gì? Chương 522, cho đơn thuốc hoàn mỹ 2. Ta! Nước mắt của đầu lĩnh hộ vệ lại ào ào chảy xuống. Đại ca, ngươi không phải cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết sao? Thế nào tạp chứng nghi vấn khó xử lý ngay cả hội trưởng cũng không có cách nào giải đáp, trực tiếp hoàn thành một cái, còn... Năm đường ánh sáng màu cam, cấp bậc hoàn mỹ. Hắn, chắc hẳn chỉ là gặp may mắn, có khả năng, tiếp theo sẽ không trả lời được. Cắn cắn đầu lưỡi, đầu lĩnh hộ vệ không thể làm gì khác hơn là nói. Chỉ có điều, hắn còn chưa nói hết lời, tường trước mắt lại lắc lư. Cong 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 cong, hào quang bắn ra bốn phía, lại năm đường ánh sáng soi sáng ra. Lại là một câu trả lời hoàn mỹ. Trời ạ! Nhìn thấy được năm đường ánh sáng màu cam thứ hai, tất cả mọi người lại sôi sục. Đầu lĩnh hộ vệ càng cảm thấy mặt đỏ lên, thiếu chút nữa nôn ra máu bỏ mình. Vừa nói xong người kia chỉ là vận khí tốt, người ta lại trả lời một câu. Không cần phải đánh vào mặt nhanh như vậy. Ong 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 ong. Chỉ có điều, chuyện cũng chưa kết thúc, ánh sáng càng chiếu càng thịnh, cũng càng lúc càng sáng. Ngay sau đó mọi người giống như là rơi đến xưởng pháo hoa, ánh sáng màu cam liên tiếp phát ra. 3 lần, 4 lần, 5 lần, 18 lần. Từ lần đầu tiên bắt đầu xuất hiện 5 đường ánh sáng màu cam, chưa đầy nửa canh giờ, liên tục xuất hiện tròn 18 lần. Mọi người cũng từ chấn động kinh ngạc lúc vừa mới bắt đầu, biến thành cảm giác tê dại. Môi Mộc Hoành hội trưởng run rẩy, sắp muốn khóc. Hắn làm ra 4 lần 3 đường ánh sáng màu cam, đã cảm thấy mình rất trâu bò, rất thiên tài. Lúc này nhìn thấy được mới biết, cái gì cũng không tính. Hắn thật sự chắc chắn không biết y thuật. Đùa gì thế, nếu như hắn không biết, mình tính là cái gì? Ngay cả không biết cũng không bằng sao. Hội trưởng, thấy bộ dáng này của hắn, đầu lĩnh hộ vệ không nhịn được mở miệng. Hội em gái ngươi, sau này ta không phải là hội trưởng nữa, người bên trong này mới phải. Mộc Hoành vung bàn tay to. Khiêu chiến tưởng nghi nan, chỉ cần vượt qua thành tích của hội trưởng tại vị, sẽ trực tiếp tiếp nhận chức vụ, đảm nhiệm hội trưởng tiếp theo. Hắn mới hoàn thành 4 lần 3 đường ánh sáng màu cam. Người ta đã lấy ra 18 lần cấp bậc hoàn mỹ. So sánh thế nào? Nói cách khác, hội trưởng đã rơi xuống trong tay đối phương, còn có thể trưởng với hội cái giám. Vâng. Khóe miệng đầu lĩnh hộ vệ giật một cái, lại không dám nói lời nào. Hắn thật sự sợ nói nhiều, sẽ bị vị Mộc Hoành y sư này nổi giận, lập tức đánh chết. Hắn. Nhã Nhu ở một bên, thân thể run rẩy loạn. Hối hận cũng muốn xanh cả ruột. Sớm biết rằng vị này y thuật giống như vậy, thậm chí khiêu chiến tưởng nghi nan thành công, lên làm hội trưởng, đánh chết nàng cũng không dám chậm trễ. Cái này thì hay rồi,
trước đây tỏ vẻ xem thường, chắc hẳn công việc này của nàng cũng không cần làm nữa, hoàn toàn có thể xoay người về nhà. Khác với biểu tình của đám người hội trường, đại sảnh hoàn toàn ồ lên. Lại là năm đường ánh sáng màu cam, phương thuốc cấp bậc hoàn mỹ. Có thể chính mắt thấy được y sư lợi hại như vậy, sông tường nghi nan, đời này sống không uổng. Nhanh đi thông báo với lão gia, chứng bệnh của hắn không phải khó có thể giải quyết, thuộc về tường nghi nan sao? Cuối cùng có thể trị. Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, ánh mắt mọi người nóng như lửa. Cho dù không hiểu nổi, vừa rồi có học đồ, người biết chuyện giải thích, cũng gần như hiểu rõ. Liên tục giải quyết 18 vấn đề khó khăn trên tường nghi nan, hơn nữa từng cái đều hoàn mỹ, lý giải đối với y thuật, sợ rằng đã vượt xa cấp bậc tam tinh. Thiên Vũ Vương Thành có một vị y sư siêu cấp như vậy, đối với bọn họ cũng có lợi ích rất lớn. Dù sao, tiền nhiều hơn nữa, chỉ không hết, cũng không có cách nào. Mấy năm nay, tường nghi nan tổng cộng chỉ có 20 tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Chẳng lẽ, hắn muốn giải quyết tất cả sao? Vứt bỏ buồn bực trong lòng, Mộc Hoành y sư chăm chú nhìn ở trên vách tường phía trước. Người khác không biết trong tường nghi nan đến cùng lưu lại bao nhiêu vấn đề khó khăn. Hắn làm hội trưởng, tồn tại đã từng xông qua tường nghi nan, biết hiểu rất rõ. Mấy năm nay, mỗi một hội trưởng xuất hiện, giải quyết được vài cái. Mấy trăm năm tích lũy, nghe nhiều, trên thực tế cũng chỉ có khoảng 20 cái. Hiện tại đã hoàn thành 18 cái, hơn nữa tất cả đều là hoàn mỹ. Người này sẽ không phải một hơi giải quyết hết 20 cái này chứ? Không có khả năng, một cái cuối cùng là chứng bệnh mấy trăm năm qua, ai cũng không có cách nào giải quyết. Hắn không có khả năng thành công. Nhớ tới một đề mục cuối cùng, hắn thoáng sửng sốt một chút, không nhịn được cắn răng. Các chứng bệnh khác, ở Thiên Vũ Vương quốc xem như là rất khó. Nhưng đến Hiên Viên Vương quốc phong hào, hoặc địa phương khác đẳng cấp cao hơn, không đáng kể chút nào. Nhưng, một đề mục cuối cùng, cho dù ném tới Vương quốc phong hào, sợ rằng cũng không giải quyết được. Là một loại chứng bệnh cực kỳ hiếm thấy. Theo truyền thuyết, trước đây một vị y sư ngũ tinh cũng không tìm được chỗ mấu chốt, cũng không biết ra tay từ đâu. Con! Hắn đang miên man suy nghĩ, trước mắt lại có ánh sáng màu cam lóe lên, vấn đề thứ 19 đã giải quyết tốt đẹp. Lại xem cái cuối cùng. Mộc Hoành y sư nhất thời hít thở dồn dập. Chương 523, chúng ta không biết một. Thiên Vũ Vương cung, trên vương tọa thật cao, một người trung niên ngồi ngay ngắn trong đó. Quốc vương bệ hạ Thiên Vũ Vương quốc, Mạc Thiên Tuyết. Người nói nghiệp đoàn y sư, có người khiêu chiến hội trưởng, liên tục giải quyết 19 vấn đề trên tường nghi nan. Hắn chăm chú nhìn qua, hoàn toàn không thể tin được. Tường nghi nan của nghiệp đoàn y sư, lưu lại tạp chứng nghi vấn khó xử lý không biết bao nhiêu năm không có cách nào giải quyết. Cho dù y sư tứ tinh qua, cũng rất khó một hơi giải quyết xong. Một người không biết từ đâu xuất hiện, không chỉ hoàn thành, còn liên tục giải quyết 19 vấn đề. Mỗi một vấn đề còn đạt được cấp bậc hoàn mỹ. Đây cũng quá nghịch thiên. Thật 100%. Một người áo xám đứng ở phía dưới, cung kính ôm quyền. Người áo xám này, khí tức mơ hồ, lại là vị cường giả tông sư cảnh. Người quen thuộc với điển cố của vương quốc, khẳng định biết, đây chính là vệ đội thần bí nhất của Thiên Vũ Vương quốc. Ám ảnh vệ. Ám ảnh vệ do Mạc Thiên Tuyết tự mình khống chế, ngầm chấp hành một ít nhiệm vụ không thấy được ánh sáng. Nghiệp đoàn y sư phát sinh chuyện lớn như vậy, ở trong phạm vi bọn họ điều tra, vị quốc vương bệ hạ này có được tin tức trước tiên. Có thể giải quyết chứng bệnh trên tường nghi nan nhanh như vậy, cũng cho ra phương thuốc hoàn mỹ, y đạo của người này sợ rằng chỉ ít đạt tới tứ tinh, thậm chí ngũ tinh. Mạc Thiên Tuyết siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, y đạo cao minh như thế, nếu như vương quốc có thể sử dụng, trong tu luyện xuất hiện bệnh kín, khẳng định cũng có thể giải quyết. Có lẽ lại có thể khiến cho bệ hạ, một lần hành động đột phá chạy nước rút tới cảnh giới kia. Người áo xám ôm quyền nói. Không sai. Ánh mắt Mạc Thiên Tuyết nhất thời sáng lên, vội vàng nhìn qua. Điều tra rõ ràng là ai chưa? Chỉ cần là công pháp tu luyện, không có cái nào hoàn mỹ không khuyết điểm. Tu luyện ra, lại xuất hiện dạng này, xuất hiện bệnh kín. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, cũng sẽ không ảnh hưởng tới phát huy thực lực, nhưng sẽ giam cầm cho người ta ở một cấp bậc không có cách nào đi tới. Nếu như có thể trị hết loại bệnh kín này, có lẽ lại có thể khiến cho tu vi tiến thêm một bước. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, dù sao y sư chỉ là chữa bệnh, không phải danh sư, có thể chỉ điểm người ta đột phá. Dù vậy,
Chữa trị tốt bệnh kín, cũng tuyệt đối có thể khiến cho tuổi thọ tăng, tinh lực càng tràn đầy. Loại năng lực này, đổi lại thành ai, cũng không có cách nào cự tuyệt. Đã điều tra rõ ràng, là, lão sư Thiên Vũ Học Viện mới mời tới, gọi là Liễu Trình. Giáo sư bình thường sát hạch thành công tại nghiệp đoàn giáo sư Tuyền Hải Thành, 24 tuổi, tu vi thông huyền cảnh sơ kỳ, từng ở Tuyền Hải Học Viện dạy thay một năm. Bệ hạ, đây là tài liệu của hắn. Người áo xám nói xong, đưa tới một tờ giấy. Nhanh như vậy hắn đã điều tra ra Liễu Trình, đồng thời tìm được tất cả tư liệu. Không hổ danh là ám ảnh vệ, đáng sợ. Ừ. Tiếp nhận trang giấy, Mạc Thiên Tuyết cúi đầu nhìn. Phía trên ghi chép vô số tin tức cặn kẽ về con người Liễu Trình này. Không thể không nói, danh sư đường làm được thân phận này, quả nhiên lợi hại, hoàn toàn không có chút sơ sót nào. Cho dù là ám ảnh vệ, cũng chỉ tra ra những điều này. Không nghĩ tới một giáo sư bình thường của Tuyền Hải Thành, lại có y thuật cao minh như thế. Đi chuẩn bị thêm một phần lễ vật giống như ta chuẩn bị cho Trương Huyền danh sư. Hắn vừa rời khỏi tường nghi nan, lập tức đi bái kiến. Nhìn xong tư liệu, biết người này trong sạch, không có bất kỳ vấn đề gì, Mạc Thiên Tuyết hưng phấn vẫy bàn tay một cái. Lễ vật cho Trương sư. Người áo xám sửng sốt. Làm thân tín, hắn cũng biết lễ vật chuẩn bị cho Trương sư là chân quý tới mức nào. Không sai, loại thiên tài này đã có thể sánh ngang cùng Trương sư. Thậm chí tác dụng của hắn đối với chúng ta, so với Trương sư còn muốn lớn hơn. Mạc Thiên Tuyết nói. Vâng. Người áo xám gật đầu. Đi, theo ta cùng đi tới nghiệp đoàn y sư. Nói xong, Mạc Thiên Tuyết không do dự nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Thiên Vũ Học Viện, vẻ mặt Tạ viện trưởng buồn bực ngồi ở trong sân. Bị một lão sư mới tới chỉ trích, đổi lại thành ai, cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó xử. Viện trưởng, viện trưởng. Hắn đang nghĩ ngợi làm thế nào ép cơn giận xuống, một trưởng lão lại vội vã chạy tới. Thế nào? Tạ viện trưởng nhăn mày lại. Cái đó, Liễu lão sư chạy tới nghiệp đoàn y sư xông vào tường nghi nan. Trưởng lão nói. Xông vào tường nghi nan, khiêu chiến Mộc Hoành hội trưởng, đầu óc của người này không bệnh chứ? Thân thể Tạ viện trưởng thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi không lo làm lão sư cho tốt, chạy tới nghiệp đoàn y sư làm gì? Mấu chốt nhất chính là, xông tới tường nghi nan người ta, khiêu chiến hội trưởng, không điên sao? Thực sự không khiến cho người ta bớt lo. Chỉ có điều, người này cũng thật sự có chút bản lĩnh, là trụ cột của học viện sau này, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Mặc dù đối phương khiến cho hắn khó xử, nhưng cùng là lão sư, xảy ra chuyện, hay là muốn ra tay. Lấy bái thiếp của ta tới. Hiện tại ta lại thăm hỏi Mộc Hoành hội trưởng, để cho hắn nể tình ta, không cần tính toán. Không được, xông tường nghi nan, chẳng khác nào khiêu chiến với vị trí của hội trưởng. Mộc Hoành hội trưởng không có khả năng dễ dàng dừng tay như vậy. Như vậy, chúng ta đi danh sư đường, tìm Khương đường chủ. Do hắn đứng ra, chắc hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Trong nháy mắt, suy xét về sự tình hậu quả một lượt, Tạ viện trưởng đứng dậy, lại muốn đi về phía danh sư đường. Khụ khụ, viện trưởng, ngài đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết đã. Mới nói một câu, viện trưởng lại phản ứng lớn như vậy, căn bản không để cho hắn nói chen vào. Hắn không nhịn được phiền muộn một hồi. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Ta biết tính tình của Mộc Hoành hội trưởng, bị người khiêu chiến, nhất định sẽ nổi giận. Vị Liễu lão sư này mặc dù có chút bừa bãi, dù sao cũng là người của Thiên Vũ Học Viện chúng ta, không thể xuất hiện bất kỳ chuyện gì. Bằng không, mặt mũi của học viện để ở nơi nào? Tạ viện trưởng vẫy bàn tay một cái, nhấc chân ra khỏi cửa. Hắn mới đi được hai bước, đã bị trưởng lão ngăn cản. Viện trưởng, ngài hãy nghe ta nói hết. Vị trưởng lão này cũng muốn hôn mê. Ngươi kích động như vậy làm gì? Không thể nghe ta nói hết lời sao? Nói đi, không biết có phải là... Đã muộn rồi, hắn đã bị Mộc Hoành hội trưởng dạy dỗ. Chương 524, chúng ta không biết hai. Nhìn thấy được đối phương gấp gáp như vậy, một dự cảm chẳng lành xuất hiện ở trong lòng, tim Tạ viện trưởng đập thịch một cái. Không phải, mà là... Liễu lão sư liên tục giải quyết 19 vấn đề trên tường nghi nan, đồng thời cho ra đơn thuốc hoàn mỹ. Hiện tại toàn bộ nghiệp đoàn y sư đều chấn động. Rất sợ đối phương lại miên man suy nghĩ, vị trưởng lão này vội vàng nói. Giải quyết 19 vấn đề trên tường nghi nan, cho ra đơn thuốc hoàn mỹ. Tạ viện trưởng sửng sốt,
Lúc này hắn mới phản ứng được, mắt trợn trừng, đồng tử sắp rơi ra. Ý của ngươi, là vị Liễu lão sư này đã phá tan kỷ lục của Mộc Hoành y sư, trở thành hội trưởng mới của nghiệp đoàn y sư. Đúng. Vị trưởng lão này cười gượng. Vừa rồi, hắn nghe được tin tức này, cũng giống như phát điên rồi, biểu tình không tốt hơn so với Tạ viện trưởng là bao nhiêu. Điều này, làm sao có thể? Tạ viện trưởng ngây người tại chỗ. Bên ngoài lại huyên náo tới long trời lở đất, bên trong y sư đường, Trương Huyền lại không biết chuyện gì. Lúc này hắn đang nhìn đề mục cuối cùng trên tường nghi nan. Thiên đạo đồ thư quán tuy rằng chỉ có thể tìm ra chỗ thiếu hụt, không thể cho ra đáp án. Nhưng chứng bệnh không giống với những chức nghiệp khác. Cơ thể người nhiễm bệnh, chính là thân thể xuất hiện vấn đề, xuất hiện chỗ thiếu hụt. Lỗ thủng đưa đến, chỉ cần tìm được điểm ấy, tìm hiểu nguồn gốc, giải quyết vô cùng đơn giản. Chính vì vậy, 19 vấn đề tạp chứng nghi vấn khó xử lý trước, đối với người khác mà nói, không có cách nào giải quyết. Đối với hắn mà nói, cực kỳ dễ dàng, căn bản không suy nghĩ tìm hiểu quá lâu, lại cho ra đáp án. Cơ tiên thiên không có lực, thân thể không có lực lượng, tuổi thọ chưa đầy 20, trị liệu, giải quyết như thế nào? Đề mục cuối cùng, khắc ở trên vách tường, chỉ có một câu ngắn ngủi, thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Cơ tiên thiên không có lực. Tinh thần hắn thoáng động, một quyển sách xuất hiện ở trong đầu. Danh sư đường thu thập sách của không ít nghề nghiệp, y sư là một trong mấy chức nghiệp trong thượng cửu lưu, thu nhận không ít, vừa vặn có giới thiệu về loại bệnh tật này. Cơ tiên thiên không có lực, cơ bắp suy giảm, sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Người như thế sau khi sinh ra, cũng chỉ có thể nằm yên ở trên giường, không có cách nào vận động, càng không có cách nào tu luyện. Trên sách chỉ giới thiệu bệnh tình, cũng không có phương pháp giải quyết. Xem có biện pháp giải quyết không? Chỗ thiếu hụt. Ngón tay hắn vừa chạm lên trên vách tường, tinh thần thoáng động. Ong! Một quyển sách xuất hiện ở thức hải. Cơ tiên thiên không có lực, cơ bắp lực lượng mệt mỏi, chỗ thiếu hụt, kinh mạch tiên thiên bị hao tổn. Trên sách miêu tả kỹ càng tỉ mỉ chỗ thiếu hụt của loại bệnh cơ tiên thiên không có lực này, kinh mạch bị tổn thương, vị trí huyệt đạo, thân thể. Điều này! Nhìn một hồi, Trương Huyền không nhịn được sửng sốt. Loại bệnh này, tự nhiên ngược lại với thiên đạo kim thân. Bệnh chứng này hắn chưa từng nghe qua, khi biết chỗ thiếu hụt, lại phát hiện, phương hướng vị trí, trùng hợp với tu luyện thiên đạo kim thân. Nói cách khác, lợi dụng phương pháp tu luyện thiên đạo kim thân, chắc hẳn có thể dễ dàng trị tận gốc loại bệnh này. Thiên đạo kim thân không thể lộ ra ngoài, chỉ có điều, có khả năng điều này là mấu chốt để sát hại y sư. Một khi không thông qua, lại có khả năng không có cách nào trở y sư chân chính. Hắn xoa xoa mi tâm. Hắn cũng không biết xông vào tường nghi nan, còn tưởng rằng là trình tự bình thường để sát hại y sư. Nếu như mấy chỗ này xuất hiện thiếu hụt, chỉ cần sử dụng cho chân khí xoa dịu mấy chỗ này, cũng có thể trị liệu. Không cần phương pháp tu luyện thiên đạo kim thân cũng được. Do dự một chút, đột nhiên hắn vỗ trán một cái. Cho tới nay, đều lấy thân phận người tu luyện tự suy nghĩ, muốn tự mình trị liệu. Thật ra chữa bệnh, hoàn toàn có thể dựa vào ngoại lực. Chỉ cần viết ra mấy chỗ thiếu hụt này, đồng thời ghi chú rõ phương pháp điều dưỡng chân khí, chỉ cần không nói tỉ mỉ trình tự vận chuyển chân khí, chẳng khác nào công pháp thiên đạo kim thân không lộ ra ngoài. Dù sao, trong tu luyện, phương thức công pháp vận chuyển mới là quan trọng nhất. Được. Xác định phương pháp trị liệu, hắn tiện tay cầm bút lông lên, viết ở trên vách tường. Đề mục này, nếu muốn hoàn thành sợ rằng không có hy vọng. Đứng ở trước cửa y sư đường. Mộc Hoành y sư siết chặt nắm đấm, toàn thân cứng đờ. Đối phương đã vượt qua hắn, thay thế vị trí hội trưởng. Cho dù hắn cũng phiền muộn vô dụng, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn biết, người họ Liễu này, đến cùng có thể liên tục giải quyết tất cả 20 vấn đề, lấy phương thuốc hoàn mỹ, thông qua tường nghi nan hay không. Nếu thật sự như vậy, nghiệp đoàn toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc, cũng có thể vì vậy mà danh tiếng vang xa. Chỉ là, độ khó của chứng bệnh cuối cùng. Ngay cả y sư tứ tinh cũng rất khó giải quyết. Vị Liễu lão sư này thật sự có thể thành công sao? Con! Hắn đang khẩn trương, bức tường trước mắt lại dao động. Có đáp án. Nhìn thấy được điều này, tất cả mọi người ngừng thở. Toàn thân Mộc Hoành y sư cũng khẩn trương. Bù! Một đường ánh sáng bắn ra. Là, ánh sáng trắng là cái gì? Thất bại là ánh sáng màu đỏ, chính xác là ánh sáng màu cam. Làm sao có thể xuất hiện ánh sáng trắng? Nhìn thấy được ánh sáng,
tất cả mọi người sửng sốt. Ngay cả Mộc Hoành y sư cũng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn bối rối. Giải đáp tạp chứng nghi hoặc khó xử lý, hoặc là chính xác, hoặc là sai. Nói cách khác, không phải ánh sáng màu đỏ, chính là ánh sáng màu cam. Xuất hiện ánh sáng trắng. Trò quỷ gì vậy? Chẳng lẽ là, tường y sư đường hỏng? Không thể như vậy được. Mọi người chớp mắt. Mau nhìn, hình như có cái gì xuất hiện. Lại ở thời điểm vẻ mặt tất cả mọi người choáng váng mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên, trong đám người không biết có ai đó kêu lên. Theo tiếng la nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường trước mắt vô cùng trơn nhẵn, chậm rãi hiện lên bốn chữ lớn. Chúng ta không biết. Chương 525, Hội trưởng 1. Chúng ta không biết, có ý gì? Ta cũng không biết. Có người nói tường nghi nan liên hệ với tổng bộ bên kia. Trong đó chính xác hay không, đều có y sư tứ tinh, ngũ tinh tự mình thẩm tra đối chiếu kiểm nghiệm. Phía trên nói chúng ta không biết, có phải là chỉ. Liễu lão sư tuy rằng cho ra đáp án, y sư tứ tinh, ngũ tinh đối diện lại không biết có chính xác hay không. Điều này, không biết là thật sao? Nếu thật sự như vậy, y thuật của Liễu lão sư chẳng phải còn mạnh hơn so với y sư ngũ tinh sao? Điều này. Tất cả mọi người đều choáng váng nhìn về phía bức tường trước mắt. Bốn chữ lớn, chúng ta không biết, khiến người ta ý nghĩ choáng váng, trước mắt biến thành màu đen. Đối diện tường nghi nan, nối liền chính là y sư tứ tinh, ngũ tinh. Kết quả lại không có cách nào xác định đáp án, cho tới một câu không biết. Trời ạ! Liễu lão sư, người rốt cuộc là cho ra một đáp án thế nào? Làm cho đối phương ngay cả dũng khí bác bỏ cũng không có. Trực tiếp thừa nhận không được. Khóe miệng Mộc Hoành y sư co giật, cảm giác đều nhanh đứng không yên. Hắn từng nghĩ đến đáp sai, từng nghĩ đến tiếp tục năm đường ánh sáng màu cam. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trực tiếp tới là câu. Không biết. Không biết em gái ngươi ấy. Các ngươi lại là y sư cấp bậc tứ tinh, ngũ tinh, trực tiếp ở trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy. Có nhầm hay không? Con. Cảm giác muốn phát điên còn chưa có kết thúc, bốn chữ trên vách tường chậm rãi biến mất, xuất hiện một nhóm chữ khác. 10 ngày sau, cho ra đáp án. Ngay sau đó chữ viết chậm rãi tiêu tan. Xem ra, bên kia quả thật không biết chuyện. Cần phải báo lên phân bộ cao cấp hơn, hoặc là tìm một vị người bệnh cơ không có lực thực nghiệm. Tuy nói tường nghi nan có thể nối liền tổng bộ, nhưng tổng bộ đồ sộ vô cùng. Trong đó đều là y sư bát tinh, cửu tinh, làm sao có thể tiếp xúc cùng loại địa phương nhỏ như Thiên Vũ Vương quốc này. Nói là tổng bộ, trên thực tế cũng chính là trên một cấp, hoặc lại trên một cấp bậc khác. Thật giống như trước đây Trương Huyền ở nghiệp đoàn luyện đan sư Thiên Huyền Vương quốc xin phá âm đan, liên lạc tổng bộ. Trên thực tế đến Thiên Vũ Vương quốc lại ngừng, phái ra Hồng Vân đan sư. Nếu không đường đường tổng bộ, tất cả phân bộ đều qua trưng cầu ý kiến, còn không mệt chết sao? 10 ngày sau cho ra đáp án, vậy là thông qua hay là không có thông qua? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cho dù một đề cuối cùng đáp án sai, vị Liễu lão sư này cũng chẳng khác nào đã giải quyết tốt 19 vấn đề, vượt qua hội trưởng Mộc Hoành, xem như là hội trưởng mới tên xứng với người thực. Không biết ai thở dài nói một câu. Mọi người bừng tỉnh. Một đề mục cuối cùng sai thì đã có sao. Thành tích trước mặt, cũng đủ để nổ hết tất cả hội trưởng các triều đại. Có thể nói, hiện tại hắn đã là hội trưởng mới, không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, không nghe nói hắn là tới sát hạch y sư sao. Nếu như trước đó không có đẳng cấp, hiện tại nên đánh giá thế nào? Trong đám người có một người nghi vấn hỏi ra. Tất cả mọi người im lặng. Quả thật. Nếu như trước đó hắn không có đẳng cấp y sư, hiện tại loại tình huống này, giải quyết như thế nào? Có thể giải quyết tất cả vấn đề trên tường nghi nan, thậm chí khiến cho y sư tứ tinh, ngũ tinh đều thừa nhận không biết. Y thuật cao, khẳng định vượt xa tam tinh, thậm chí đạt tới ngũ tinh. Nhưng, nghiệp đoàn này cũng đánh giá không được cấp bậc cao như vậy, huy hiệu đẳng cấp phát ra như thế nào? Tạm thời đừng có gấp, 10 ngày sau sẽ cho ra đáp án. Đáp án xuất hiện. Tổng bộ bên kia nhất định sẽ tự mình định ra cấp bậc, không cần chúng ta suy nghĩ. Một y sư nhị tinh mở miệng nói. Ừ, mọi người gật đầu. Cũng đúng, việc này không phải là việc bọn họ cần suy nghĩ. Xông vào tường nghi nan, giải quyết nhiều vấn đề như vậy, đồng thời viết ra một đáp án ngay cả y sư tứ tinh, ngũ tinh cũng không biết chính xác hay không. Vấn đề khó khăn tất nhiên ném tới tổng bộ. Bọn họ nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Két! Đang bàn luận.
Cửa phòng y sư đường mở ra, Trương Huyền đi ra. Vừa đi ra, nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, đều đồng loạt nhìn qua, hắn bị dọa cho giật mình. Đây là, tình huống gì? Hắn chỉ thi một y sư, về phần nhiều người như vậy là sao? Hắn nhìn trái nhìn phải một vòng, tìm được đầu lĩnh hộ vệ và Nhã Nhu, vội vàng đi tới. Vậy làm sao sát hạch lại không giống như lời các ngươi? Ta tính là thông qua sát hạch không? Hai người kia nói, y sư sát hạch giống như những chức nghiệp khác, cũng cần tri thức căn bản cùng thực tiễn. Thế nào hắn đi vào, không thấy người, đi thẳng tới trước mặt một bức tường, cần phải không ngừng trả lời vấn đề. Không giống với những gì bọn họ nói, sẽ không phải vừa rồi thi sai, không để cho thông qua. Hội trưởng nói đùa. Thân thể đầu lĩnh hộ vệ run lên, không ngừng run rẩy. Hội trưởng. Trương Huyền sửng sốt, liếc mắt nhìn chung quanh, đang muốn hỏi thăm. Hắn lại thấy mười mấy y sư thân mặc trường bào, trước ngực mang theo huy hiệu, đi nhanh tới trước mặt, đồng thời ôm quyền. Chúng ta ra mắt Liễu hội trưởng. Liễu hội trưởng, có ý gì? Trương Huyền đờ người ra. Hắn chỉ thi y sư, một đám người đồng loạt gọi hon sổ à hội trưởng. Có nhầm hay không? Liễu y sư sát hạch tường nghi nan, liên tục giải quyết 19 loại tạp chứng nghi vấn khó xử lý, đã trở thành hội trưởng mới của nghiệp đoàn chúng ta. Mộc Hoành y sư bước lên trước. Hội trưởng mới. Trương Huyền chớp mắt. Trả lời mấy vấn đề lại biến thành hội trưởng. Đây thật sự cũng quá trò đùa. Rất nhanh, nghe xong đối phương giải thích, Trương Huyền lúc này mới hiểu được, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 526, hội trưởng 2. Hắn vốn chỉ định thi y sư, thế nào cũng không nghĩ tới, làm ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp làm tới hội trưởng nghiệp đoàn y sư. Chỉ có điều, nếu chuyện đã phát sinh, dầu dĩ cũng vô dụng. Lúc này hắn nhìn về phía Nhã Nhu đứng bên cạnh. Vậy, ta trở thành hội trưởng, có tư cách mua những dược liệu bạch chỉ hoa, xích phí hồng diệp, lang độc thảo. Này hay không? Nhã Nhu khóc. Mới rồi còn nói người ta không có tư cách mua, sát hại y sư không thành công. Đối phương không chỉ trở thành y sư, còn trực tiếp làm tới hội trưởng. Mặt mũi này đánh thật vang. Trở thành hội trưởng, tất nhiên có tư cách mua. Chỉ có điều, những dược liệu ngài nói, nghiệp đoàn chúng ta mặc dù có, nhưng cũng không được đầy đủ. Lúc này Mộc Hoành cũng biết tiền căn hậu quả của sự việc, có chút do dự giải thích. Tuy rằng y sư chữa bệnh, có thể cần dùng tới có độc dược, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít. Vị hội trưởng mới này cần các loại dược liệu bạch chỉ hoa. Xích phí hồng diệp, toàn bộ đều có thể bổ sung thêm. Nhưng một ít dược liệu tương đối lợi hại cho dù nghiệp đoàn, cũng không lấy ra được. Tạm thời có thể tìm qua bổ sung. Trương Huyền nói. Ừ. Mộc Hoành nói một tiếng. Rất nhanh Nhã Nhu lại qua, cầm ra một bọc dược liệu lớn. Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền đã biết, dược liệu hắn cần cơ bản đều có. Chỉ thiếu có hai loại. Kim diệp hỏa căn và cửu trùng hoa là dược liệu có tính kịch độc. Chúng ta ở đây, quả thật không, chỉ có điều, độc điện khẳng định có. Mộc Hoành nói, độc điện, Trương Huyền lắc đầu, hắn cũng biết độc điện khẳng định có. Nhưng ở đây cách độc điện chỉ ít 2, 3 ngày lộ trình. Một khi qua lại, phải mất 4, 5 ngày, vậy còn chưa tiến vào Hồng Liên Sơn Mạch, nếu như hơn nữa, chỉ ít thời gian nửa tháng. Cho dù mua được, thức ăn hoa cúc cũng lạnh. Đúng rồi, ta nghe nói Khương đường chủ của danh sư đường. Cũng thích thu thập một ít dược liệu quý hiếm. Hai thứ đồ này, ở chỗ hắn có lẽ có thể tìm được. Có chút do dự, Mộc Hoành đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Khương đường chủ, được. Trương Huyền gật đầu. Ở chỗ những người khác, hắn có thể còn không làm được. Khương đường chủ, nhưng học sinh của hắn, chỉ cần lấy thân phận vị, Dương Huyền, này xuất hiện, hai gốc cây dược liệu mà thôi, chắc hẳn không phải là vấn đề. Những dược liệu này tổng cộng bao nhiêu tiền? Thu dược liệu vào trong chiếc nhẫn chữ vật, Trương Huyền nhìn qua. Tổng cộng 1.400 vạn kim tệ. Mộc Hoành hội trưởng ôm quyền. 1.400 vạn. Trương Huyền líu lưỡi. Vốn tưởng rằng hơn 10 vạn kim tệ cũng không tệ. Trực tiếp hơn 1.000 vạn. Đây là muốn đi cướp sao? Chỉ có điều, hắn cũng biết, mình cũng là hội trưởng. Đối phương khẳng định không có khả năng lừa dối. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đưa kim phiếu tới. Hơn 1.000 vạn tuy rằng không ít, ban đầu ở Thiên Huyền Vương quốc buôn bán lời không ít, vẫn có tiền trả được. Ta còn có việc, lại đi trước. Mộc Hoành y sư, hội trưởng này ta chỉ làm trên danh nghĩa. Chuyện của nghiệp đoàn,
vẫn cần ngươi đi xử lý. Đặc biệt tới mua dược liệu, hiện tại dược liệu tới tay, Trương Huyền cũng không có cần phải tiếp tục lưu lại. Lúc này hắn liền ôm quyền. Ách, vốn tưởng rằng vị trước mắt này lên làm hội trưởng, sẽ lập tức chỉnh đốn nghiệp đoàn, quan mới nhậm chức đốt ba cây đuốc. Ai biết, hắn cái gì cũng không quản, xoay người muốn đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Từ biệt. Không để ý tới nghi ngờ của mọi người, Trương Huyền đi nhanh ra ngoài. Thời gian chớp mắt, hắn lại biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cái gì mà hội trưởng nghiệp đoàn, hắn mới không có hứng thú. Vì tính toán của hắn hiện nay là trở thành danh sư nhị tinh, điều tra về thiên nhân khổng sư, tìm kiếm phương pháp giải quyết thai độc tiên thiên. So với cái này, những chuyện khác đều không quan trọng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Huyền đi rồi, mọi người đang xúc động, vẻ mặt giống như nằm mộng, lại thấy một lão nhân vẻ mặt nghi ngờ đi tới. Hồ y sư, ngươi, không có ở y sư đường. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hồ y sư, chịu trách nhiệm sát hại y sư đường, làm sao có thể từ bên ngoài đi tới? Ta mới đi ra ngoài một chuyến, đây là tình huống gì? Hồ y sư mới vừa vào tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mọi người đứng cùng một chỗ. Thậm chí Mộc Hoành y sư đều đang ở đây, hắn không nhìn được có chút kỳ quái. Ra ngoài một chuyến, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ. Bọn họ vốn đang cho rằng, vị Liễu lão sư này là cố ý xông tường nghi nan. Nhìn thấy được người này không ở đó, bọn họ mới biết được. Chỉ sợ là hắn đánh bậy đánh bạ vọt vào. Kết quả, lại như vậy, giải quyết được tất cả vấn đề trên tường nghi nan. Có cần hãm hại như vậy hay không? Các ngươi nói, thời gian ta ra ngoài gần nửa canh giờ, có người xông vào y sư đường, đồng thời giải quyết được tất cả vấn đề trên tường nghi nan. Chỉ chốc lát, hồ y sư hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy trên đầu có từng trận thiên lôi đánh xuống. Hắn chỉ đi ra ngoài một hồi, kết quả phát sinh loại chuyện như vậy. Xem ra tội danh lơ là nhiệm vụ này, hắn trốn không thoát. Mấy nhà vui mừng mấy nhà lo lắng. Trương Huyền xông tường nghi nan thành công, không chỉ dẫn tới toàn bộ Thiên Vũ Vương Thành đều gà bay chó sủa. Tường nghi nan liên kết với một phía khác, mấy lão nhân ở cùng một chỗ, mỗi một người đưa mắt nhìn nhau. Cơ tiên thiên không có lực là bệnh nan y. Năm đó Phí Thanh y sư gặp được loại bệnh này, kết quả không có cách nào trị liệu, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn bệnh nhân buông tay rời khỏi nhân gian. Đối diện cho ra kết quả này, rốt cuộc là chính xác hay không chính xác? Cái này, ta cũng không biết, chỉ có điều, có hai loại phương pháp kiểm nghiệm. Đầu tiên, tiếp tục báo lên. Thứ hai, tìm một người cơ tiên thiên không có lực thử xem. Ta nhớ nhị công chúa liên minh, dường như chính là cơ tiên thiên không có lực. Không sai, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức qua Minh chủ phủ. Mấy lão nhân đồng thời đứng dậy. Chương 527, Liên minh Vạn Quốc 1. Trên đại lục vương quốc cùng loại với Thiên Huyền, Thiên Vũ, nhiều như cát vĩnh hằng, nhiều đến mức đếm không xuể. Đẳng cấp của vương quốc là không nhập lưu Thiên Huyền vương quốc, vương quốc nhị đẳng Bắc Vũ vương quốc, vương quốc nhất đẳng Thiên Vũ vương quốc và vương quốc Phong Hào Hiên Viên vương quốc. Rất nhiều vương quốc khó tránh khỏi chiến sự thay nhau nổi lên, sinh linh đổ thán. Vì trung hòa mâu thuẫn của các quốc gia, khiến cho các quốc gia cúi đầu, một quốc gia cường đại vượt lên trên các quốc gia sẽ theo đó xuất hiện. Liên minh Vạn Quốc, tường nghi nan nối liền, chính là nghiệp đoàn y sư của Liên minh Vạn Quốc. Minh chủ trong miệng mấy lão nhân này, cũng chính là người khống chế cao nhất của Liên minh, nhân vật siêu cường tất cả vương quốc đều bái phục, không dám chống lại. Xe ngựa rất nhanh tới Minh chủ phủ. Đi bẩm báo với Minh chủ, đã nói đám người mạnh hội trưởng, Hồng y sư của nghiệp đoàn y sư cầu kiến. Vâng, thời gian không lâu, mấy vị y sư lại ở dưới sự hướng dẫn của hộ vệ, đi vào Minh chủ phủ giống như hoàng cung vậy. Các ngươi nói, đã có phương pháp có thể cứu chữa cho Liên Nhi. Đi tới đại điện, bọn họ liền thấy một người trung niên, ánh mắt lấp lánh nhìn qua. Trên người tản ra lực lượng và uy nghiêm khiến người ta kính nể, e sợ. Phương pháp chính xác hay không chính xác, chúng ta cũng không biết. Chúng ta là muốn. Sắc mặt mạnh hội trưởng đỏ lên, có chút do dự. Thí nghiệm một chút. Làm càn. Đường đường là người đứng đầu quyền lực trong phạm vi vương quốc, nữ nhi ruột thịt mắc phải bệnh lạ, đã rất thống khổ, lại muốn phải thử phương pháp trị liệu không xác định, vạn nhất xuất hiện sai lầm, ai gánh vác được. Lẽ nào tính mạng nữ nhi của ta, là để cho các người dùng thí nghiệm sao? Lông mày nâng lên,
một luồng sát khí xuyên qua cơ thể người trung niên lao ra, khiến người ta cảm giác rơi vào một trận bão, dường như muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Minh chủ liên minh vạn quốc, không phải thừa kế, mà là do các quốc gia tuyển chọn ra. Không có thực lực tuyệt đối, không có khả năng được lựa chọn. Chúng ta không dám. Sắc mặt mạnh hội trưởng nhất thời trắng bệch, thở ra một hơi. Minh chủ mời hãy nghe ta nói hết, hắn quyết định. Nếu như không muốn để cho công chúa mạo hiểm, chúng ta không nói thêm gì nữa. Ừ, người trung niên gật đầu. Chứng bệnh này của công chúa, chúng ta quả thật bất lực. Chỉ có điều, ngày hôm nay, một vương quốc nhất đẳng phía dưới, đưa ra phương pháp giải quyết, chờ đợi chúng ta kiểm nghiệm. Mạnh hội trưởng nói, nghe được là phương pháp do một vương quốc nhất đẳng đưa lên, sắc mặt người trung niên càng thêm khó coi. Đường đường là ngũ tinh y sư hội trưởng nghiệp đoàn y sư của Liên minh Vạn Quốc, còn không có cách nào giải quyết. Một y sư nho nhỏ của một vương quốc nhất đẳng có thể có biện pháp nào? Các ngươi đang đùa giỡn ta sao? Trong lòng hắn tuy rằng phẫn nộ, ngoài miệng lại không nói chuyện. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người trước mắt, muốn xem bọn họ cuối cùng có thể nói ra cái gì. Minh chủ khẳng định cho rằng, một vương quốc nho nhỏ đưa lên phương pháp giải quyết, làm sao có thể là sự thật, căn bản không có tính tham khảo. Nhưng nếu như người biết được, đáp án người này đưa lên trước đó, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hình như biết trong lòng đối phương suy nghĩ điều gì, mạnh hội trưởng cười gượng một tiếng. Người này ở chỗ vương quốc trùng kích tường nghi nan, trong nửa canh giờ giải quyết tròn 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý, đưa cho đơn thuốc. Tất cả đều đạt được cấp bậc hoàn mỹ. 19 đơn thuốc, tất cả đều hoàn mỹ. Người trung niên sửng sốt, lập tức hoảng sợ. Các ngươi xác định, tường nghi nan của nghiệp đoàn y sư là vấn đề khó khăn đã tồn đọng lại không biết bao nhiêu năm. Thông thường ở trong phạm vi vương quốc này, có thể giải quyết được một, hai vấn đề. Cho dù là thiên tài trong thiên tài, một hơi giải quyết xong 19 vấn đề, hơn nữa mỗi cái đều hoàn mỹ. Là khái niệm thế nào? Nói rõ lý giải của hắn đối với y thuật, đã đạt đến một loại trình độ xuất thần nhập hóa. Đúng, đây là phương án giải quyết tạp chứng nghi vấn khó xử lý cuối cùng hắn cho ra. Phương pháp trị liệu mới mẻ vô cùng, chúng ta chưa từng thấy qua. Chúng ta nhớ tới nhị công chúa vừa vặn mắc bệnh này, cho nên muốn tới thử một chút. Một khi thành công, công chúa có thể khôi phục khỏe mạnh. Mạnh hội trưởng nói, người trung niên do dự. Để cho nữ nhi của hắn sử dụng thân thể kiểm nghiệm một phương thuốc chưa bao giờ thí nghiệm qua, đổi lại thành ai, cũng sẽ không nguyện ý. Ngoại trừ phương pháp này, chúng ta cũng thật sự không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào khác. Hơn nữa nói thật, thời gian của nhị công chúa cũng không dài. Vẫn mong minh chủ thử một lần. Mạnh hội trưởng ôm quyền. Người mắc bệnh cơ tiên thiên không có lực, tuổi thọ chưa đầy 20 sẽ chết trẻ. Hiện tại công chúa đã 19 tuổi, càng ngày càng tệ. Nếu như phương pháp này không thể trị liệu, chung quy cũng tốt hơn so với trơ mắt nhìn nàng chết đi nhiều. Được, vẫn mong hội trưởng ra tay. Có chút do dự, người trung niên nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Cho dù không muốn để cho nữ nhi mạo hiểm, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác. Rất nhanh, công chúa nằm thẳng ở trên giường, đã được mang theo qua. Tại hạ thất lễ, hít sâu một hơi, ở trong đầu mạnh hội trưởng cẩn thận ổn lại phương pháp trị liệu từ trên tường nghi nan truyền đến một lần. Chân khí trong cơ thể phát ra, nhanh chóng điểm qua về phía nữ hài trước mắt. Ô ô ô ô, tiếng gió thổi lên. Thực lực y sư ngũ tinh, từ lâu đã vượt qua chí tôn, đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cho dù không cần tiếp xúc với thân thể đối phương, chân khí vẫn có thể thấu vào huyệt đạo, giải quyết tai họa ngầm. Ầm 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 ầm. Thời gian không lâu, chân khí khổng lồ cứ dựa theo phương pháp trị liệu lưu lại trên vách tường, ở huyệt đạo của đối phương, chảy xuôi trong kinh mạch một lần. Phù ù. Thở ra một hơi, mạnh hội trưởng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đối phương ghi lại thật sự quá nhiều huyệt vị, kinh mạch. Hơn nữa không vài nơi đều vô cùng tinh tế. Cũng may mà hắn có y thuật cao minh, thực lực cao thâm. Bằng không, chỉ có chút lơ là, liền có thể trị người bệnh chết ngay tại chỗ. Không biết có hữu dụng hay không. Nghiêm khắc dựa theo trình tự trị liệu của đối phương xong, trong lòng mạnh hội trưởng đầy lo lắng nhìn về phía trước. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, thân thể hắn thoáng lắc lư một cái, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra. Chỉ thấy nhị công chúa mới vừa rồi còn nằm ở trên giường động một cái cũng không thể, lại đột nhiên nhảy dựng lên. Một quyền đập trên mặt đất, nham thạch vỡ đầy đất. Chương 528, Liên minh Vạn Quốc 2. Mấy vị y sư khác,
thân thể cũng đều run rẩy, nói không ra lời. Người trung niên càng trợn mắt há hốc mồm, sắp muốn phát điên rồi. Nữ nhi thứ hai này của hắn, mắc bệnh cơ tiên thiên không có lực, từ khi sinh ra đã không có cách nào nhúc nhích, chịu đủ ốm đau hành hạ. Thân là một vị quyền lợi lớn nhất trong liên minh vạn quốc, các loại y sư lợi hại, hắn mời không ít, kết quả chưa từng có bất kỳ biện pháp nào. Vốn tưởng rằng lần này cũng chỉ là một vọng tưởng, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, tự nhiên trị được. Mấu chốt nhất chính là, cho dù chữa trị tốt, không phải thong thả khôi phục, trước tiên từ từ động ngón tay, rồi đến chậm rãi xuống đất đi lại sao? Thế nào, bên này mới trị xong, bên kia đã có thể nhảy xuống, hơn nữa một quyền đá vụn. Cái này cũng quá khoa trương đi. Liên Nhi, con, khỏe không? Hắn hoàn toàn không thể tin được, không nhịn được hỏi. Hồi bẩm phụ vương, ta đã hoàn toàn khỏe. Hơn nữa, cảm giác toàn thân nắm giữ lực lượng không dùng hết. Nữ hài khẽ cười, bàn chân bước một bước trên mặt đất. Bù! Lại một nham thạch bay qua, bàn tay vung lên trời cao đè xuống một cái. Ầm! Đá vụn bắn tung tóe. Mọi người! Trị liệu một chút, khiến người mắc bệnh cơ tiên thiên không có lực, biến thành đại lực sĩ, lực lượng cơ bắp kinh người. Cho dù phương pháp trị liệu này có tác dụng, nhưng hiệu quả cũng quá tốt đi. Mạnh hội trưởng, người cung cấp phương thuốc này, là ở vương quốc nào? Ta muốn đích thân tới cảm ơn. Nhìn thấy được nữ nhi khỏe mạnh giống như người bình thường, tai họa ngầm tiêu tan hết, người trung niên hưng phấn, mắt tỏa sáng. Là, một vương quốc nhất đẳng xa xôi, ở trong phạm vi hiên viên vương quốc phong hào. Mạnh hội trưởng suy nghĩ một chút, nói. Phụ vương, không cần phụ vương tự mình cảm ơn, hiện tại thân thể ta đã khỏe, ta cũng muốn ra ngoài lòng vòng. Vừa vặn tự mình đi gặp người chữa trị tốt cho ta. Nữ hài mỉm cười. Cũng tốt. Người trung niên gật đầu. Chuyện ở liên minh vạn quốc, Trương Huyền tất nhiên cái gì cũng không biết. Giờ phút này, hắn đã thay đổi diện mạo, một lần nữa ngụy trang thành hình dáng, Dương Huyền, đi về phía danh sư đường. Mới đi mấy bước, hắn ngừng lại. Trực tiếp qua tìm Khương Thư như vậy, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Hiện tại hắn ngụy trang vị Dương Huyền này, lại là danh sư siêu cấp vượt qua tam tinh. Thực lực sâu không lường được, chạy đến danh sư đường đi tìm người. Nhiều danh sư như vậy nhìn, làm không tốt sẽ lộ ra dấu vết. Những người khác dễ gạt gẫm, loại người đã trải qua sát hạch danh sư như thế, năng lực quan sát đáng sợ đến mức nào. Có chút lơ là, lại có khả năng bị phát hiện, sẽ xuất hiện nghi ngờ. Trước hết tìm đám người lưu lăng, bảo Khương Thư qua gặp ta. Có chút do dự, Trương Huyền có tính toán. Loại danh sư cấp bậc như Dương Huyền, muốn gặp học sinh, tất nhiên là đối phương qua bái kiến. Tự mình chạy tới tìm, bản thân lại bị tổn hại tới uy nghiêm. Đám người Triệu Nhã là học sinh của Trương Sư, được cho là danh nhân của Vương Thành. Sau khi tùy tiện nghe ngóng, sẽ biết nơi ở. Xem ra Bạch Thiểm kia, vẫn tính là thức thời. Biết chỗ ở, Trương Huyền mỉm cười. Hắn biết uy hiếp cho Bạch Thiểm này dùng tốt. Nếu không, dựa vào đám người lưu lăng, Triệu Nhã, khẳng định không có khả năng tìm được phủ đệ bát ngát như thế ở gần danh sư đường. Xác định vị trí. Hắn sải bước đi qua, thời gian không lâu đã đi tới trước mặt. Lão gia, ngài đã trở về. Vừa tới đến trước cửa, hắn đang nghĩ làm thế nào để cho thủ vệ hộ vệ biết được thân phận, đã thấy Tôn Cường tiến lên đón, kích động bay ngang qua. Ừ, nếu hắn ở đây, cũng lại đơn giản. Trương Huyền gật đầu, đi vào trong viện. Lão gia, nghe Trương Sư nói, lão gia cũng tới, ta còn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn không thấy được. Không nghĩ tới nhanh như vậy lão gia đã tới. Vẻ mặt Tôn Cường kích động, đi dọc theo sân về phía trước. Không thể không nói, năng lực làm việc của Bạch Thiểm này vẫn đáng tin cậy. Phủ đệ này rộng rãi thênh thang, so với ở Thiên Huyền Vương quốc ban đầu, lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Lão sư, thời gian không lâu, há đã đi tới giữa đại sảnh, đám người lưu lăng cũng nhận được tin tức, sốt ruột vội vàng nghênh đón. Bạch Thiểm lại nơm nớp lo sợ. Vị trước mắt này lại là lão sư của Khương Đường Chủ và Trương Sư. Lá gan của hắn lớn hơn nữa, cũng không dám làm càn. Ừ, Trương Huyền gật đầu, nhìn quanh một vòng, nhướng mày. Mấy học sinh của Trương Tiểu Tử đâu? Tại sao đám người Bạch Thiềm, Lưu Lăng, Lục Tâm, Hoàng Ngữ đều tới, mấy đệ tử của hắn, đám người Triệu Nhã lại không xuất hiện? Hiện tại ngụy trang thành Dương Huyền, nhưng là sư phụ của lão sư bọn họ, cũng chính là sư tổ.
sư tổ đi tới, tự nhiên không tiến tới bái kiến, khó tránh khỏi quá không hiểu quy củ. Bọn họ, Lưu Lăng đang muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân gấp rút vang lên. Lưu sư, không xong rồi, Triệu Nhã bị người ta đả thương, vẫn mong ngài ra tay cứu chữa. Âm thanh kết thúc, chỉ thấy đám người Trịnh Dương đỡ Triệu Nhã đi đến. Chương 529, dược liệu tới tay 1. Triệu Nhã bị thương nặng hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Nếu không phải thể chất nàng cường hãn, sợ rằng cũng không kiên trì trở lại được. Không nghĩ tới để cho bọn họ đi thăm học viện, lại bị người đả thương thành như vậy, Lưu Lăng bị dọa cho giật mình, vội vàng tới đón. Chuyện gì xảy ra? Nàng là bị một nữ nhân hung dữ đả thương, vẫn mong Lưu sư hỗ trợ trị liệu. Trịnh Dương nói. Ừ. Liếc mắt thoáng nhìn, Lưu Lăng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là chân khí bị chấn động, vấn đề không lớn. Điều dưỡng khoảng nửa tháng là tốt rồi. Nửa tháng, không được, 3 ngày sau còn phải cùng nữ nhân kia so tài. Trịnh Dương sửng sốt, đang muốn nói, lại thấy Lưu sư khoát tay áo, ôm quyền nhìn về phía trước. Vị này chính là sư tổ của các ngươi, Dương sư. Còn không đến đây bái kiến. Sư tổ, Dương sư. Lúc này đám người Trịnh Dương mới phát hiện ra Trương Huyền ngồi ở chính giữa gian phòng. Vị Dương sư ấy, ở Thiên Huyền Vương quốc sáng lập vô số truyền kỳ. Lão sư của mình còn là học sinh thân truyền của hắn. Trước đó chỉ nghe qua lời đồn đại, bọn họ chưa từng thấy qua. Lúc này vừa nghe được, thân thể tất cả đều chấn động, cung kính quỳ xuống đất, làm một đại lễ. Đồ tôn Triệu Nhã Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương, Viên Đào ra mắt sư tổ. Ừ. Trương Huyền gật đầu, nhướng mày nhìn về phía Triệu Nhã. Chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới mới rời khỏi một ngày, đã bị đánh thành như vậy. Rốt cuộc là ai gan to như vậy? Hồi bẩm sư tổ, cùng người luận võ công bằng bị thương nhẹ, là tu vi của Triệu Nhã chưa đủ. Triệu Nhã nói. Luận võ công bằng. Lông mày Trương Huyền nhíu lại một cái. Luận võ công bằng thua, chỉ có thể nói mình tài nghệ không bằng người. Cho dù hắn là lão sư của đối phương, cũng không có cách nào bao che khuyết điểm. Nàng qua đây. Trương Huyền khoát tay áo. Vâng. Triệu Nhã đi lên phía trước. Ngón tay đặt ở trên mạch đập của đối phương, chân khí tinh thuần lập tức xuyên qua kinh mạch vọt tới. Bùm bùm. Được chân khí thiên đạo của hắn xoa dịu, chân khí hỗn loạn trên người Triệu Nhã, rất nhanh được một lần nữa tập trung lại. Tổn thương bên trong cơ thể cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, khôi phục lại. Đa tạ sư tổ trị thương cho Triệu Nhã. Cảm nhận thân thể lại long tinh hổ mãnh, Triệu Nhã hưng phấn, mắt lóe sáng lên. Vị sư tổ này quả nhiên lợi hại giống như trong lời đồn tại. Vừa tùy tiện ra tay, không chỉ khiến cho thương thế của nàng phục hồi, tu vi được kích động, hình như có phần kích động muốn đột phá. Lợi hại. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Lưu Lăng lại càng bội phục đối với vị lão sư này không thôi. Vừa rồi, vết thương trên người Triệu Nhã. Hắn thấy thuộc về loại mạnh mẽ sử dụng lực lượng, bị cắn trả, nội tạng lệch vị trí, chân khí tan rã. Cho dù không có gì đáng ngại, muốn chữa trị tốt, không 10 ngày nửa tháng, không có cách nào làm được. Lão sư chỉ đặt ngón tay lên trên mạch đập, trong thời gian mấy hơi thở lại hoàn toàn chữa trị tốt. Phần thủ đoạn này thực sự quỷ dị khó lường, không tận mắt nhìn thấy, khiến người ta khó có thể tin nổi. Mới vừa nói 3 ngày sau muốn cùng người luận võ, có ý gì? Khoát tay áo, cắt ngang sự cảm kích của đối phương, lông mày Trương Huyền nhíu lại một cái, nhìn tới. Đám tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Thế nào vừa đến lại cùng người khác đánh nhau? Mấu chốt là còn hẹn đấu. Hồi bẩm sư tổ, là chúng ta đi dạo ở bên ngoài, gặp phải một nữ tử nói khoác không biết ngược, ngang nhiên nói xấu lão sư của ta. Triệu Nhã lúc này mới nổi giận, ra tay giáo huấn. Ai biết người này thực lực không kém, đánh nàng thành như vậy. Triệu Nhã vẫn chưa trả lời, Viên Đào vội vàng nói. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người giật nảy mình. Rất nhiều danh sư đều không thích học sinh của mình gây chuyện thị phi. Đi ra ngoài cùng người khác đánh nhau, bản thân đã không đúng, tự nhiên không biết hối cải, còn nói với lý lẽ hào hùng như vậy. Nói với Trương lão sư một chút thì có thể, cùng vị danh sư siêu cấp vượt qua tam tinh này như vậy, nhất định sẽ chọc cho hắn mất hứng. Làm không tốt khiến cho lão sư cũng sẽ bị đánh một trận. Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người trừng mắt nhìn Viên Đào. Mỗi người đầy sốt ruột, rất sợ Dương sư tức giận. Sỉ nhục lão sư của ngươi. Lông mày Dương sư nâng lên,
Không sai, học sinh phải bảo vệ uy nghiêm của lão sư. Làm rất khá. Làm rất khá. Vốn tưởng rằng sẽ bị giáo huấn một trận, không nghĩ tới Dương sư trực tiếp khen ngợi, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Lưu Lăng cũng thân thể thoáng lảo đảo một cái. Nói như vậy, chẳng phải đang khích lệ bọn họ đánh nhau sao? Suy nghĩ vị lão sư này của mình cũng quá, cực đoan. Chỉ có điều, giáo huấn người khác, lại bị người khác đánh cho bị thương, mất mặt đến cực điểm. Trương Huyền Hừ nói, thật ra, luận về tu vi Triệu Nhã hoàn toàn không yếu, chỉ là võ kỹ của đối phương thật sự lợi hại. Trịnh Dương có chút do dự, nói, đối phương có thể thắng, không phải vì thực lực mạnh, mà là ưu thế trên phương diện võ kỹ. Thiên Vũ Vương quốc là vương quốc nhất đẳng, Thiên Huyền Vương quốc chỉ là một quốc gia không nhập lưu. Hai bên chênh lệch hai cấp bậc, võ kỹ trong đó tất nhiên cũng có chênh lệch như giữa trời và đất. Có thể duy trì không bị bại, đã nói rõ thực lực của Triệu Nhã không yếu. Võ kỹ. Lúc này Trương Huyền mới nhớ tới, mình vẫn chưa dạy Triệu Nhã võ kỹ. Vương Dĩnh được truyền thụ cước pháp và thân pháp thiên đạo. Trịnh Dương được truyền thụ thương pháp thiên đạo. Lưu Dương là quyền pháp thiên đạo. Viên Đào, Triệu Nhã hai người mở ra thể chất sau, vẫn chưa từng truyền bất kỳ võ kỹ nào. Thảo nào cùng người khác chiến đấu, có phần bị tổn hại. Nếu lão sư các ngươi đang sát hạch danh sư nhị tinh, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào trở về, ta lại thay hắn truyền thụ cho nàng một bộ võ kỹ. Chẳng biết nàng có nguyện ý học hay không? Nghĩ vậy, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài trước mắt. Chương 530, dược liệu tới tay 2. Nguyện ý học. Nghe được sư tổ muốn đích thân truyền thụ võ kỹ, Triệu Nhã vội vàng ôm quyền. Nói đùa, đây chính là sư phụ của lão sư. Hắn truyền thụ võ kỹ, khẳng định cao minh đến cực điểm. Nàng từ nhỏ sử dụng kiếm, vậy ta đây lại truyền thụ cho nàng một bộ kiếm pháp. Suy tư một chút, Trương Huyền nói. Chỉ có điều, kiếm pháp của ta tương đối sắc bén. Nàng vừa bị thương, tạm thời vẫn không thích hợp tu luyện. Ngày hôm nay tạm thời điều chỉnh một chút. Ngày mai lại truyền thụ kiếm pháp. Triệu Nhã mở ra thể chất thuần âm, quyền pháp, cước pháp các loại, đều không thích hợp. Nếu như nàng từ nhỏ đã tu luyện kiếm pháp, truyền thụ kiếm pháp, mới là thích hợp nhất. Vâng. Triệu Nhã gật đầu. Nàng vừa bị thương, học tập kiếm pháp lợi hại, quả thật không quá thích hợp. Điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lại học, mới có thể phát huy ra uy lực tốt hơn. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Tôn Cường. Người phái người đi tới danh sư đường tìm Khương Thư, lại nói ta tìm hắn. Đáp ứng Triệu Nhã, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, khoát tay áo. Ở danh sư đường xem không ít sách, võ kỹ kiếm pháp các loại tự nhiên cũng không có thiếu. Chỉ có điều, tất cả đều có chút cao thâm, trực tiếp truyền thụ, sợ rằng khó có thể luyện thành. Vẫn là chờ hắn học xong thử xem uy lực trước, lại suy nghĩ truyền thụ như thế nào. Nếu không, ngay cả hắn chưa từng luyện, lại tùy tiện dạy học. Một khi xảy ra vấn đề, phiền phức không nhỏ. Hiệu suất làm việc của Tôn Cường rất nhanh. Không đến nửa canh giờ, Khương Đường chủ lại đi đến trước mặt hắn. Nhìn thấy được Trương Huyền ngồi ở chủ vị, hắn hưng phấn tiến lên quỳ gối. Khương Thư ra mắt lão sư. Vị trước mắt này không chỉ giúp hắn thu phục man thú cường đại, còn ban tặng công pháp, giải quyết tai họa ngầm, bệnh kín trong cơ thể. Trong lòng hắn từ lâu đã tràn ngập cảm kích. Ta cần hai loại dược liệu. Cửu trùng hoa và kim diệp hỏa căn. Ngươi có thể tìm được không? Cũng không nhiều lời vô ích, Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Cửu trùng hoa và kim diệp hỏa căn. Hồi bẩm lão sư, học sinh ở đây vừa vặn có. Khương Thư có chút do dự, cổ tay lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện thêm hai gốc cây dược liệu. Đúng là thứ hắn muốn tìm. Ừ. Tiện tay tiếp nhận dược liệu, Trương Huyền khoát tay áo. Vi sư cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Hai gốc dược liệu này bao nhiêu tiền, một lát nữa bảo Tôn Cường giao cho ngươi. Lão sư đối với học sinh ơn nặng như núi. Hai gốc dược liệu mà thôi, xem như là học sinh hiếu kính ngài. Khương Thư vội hỏi. Không có công pháp của lão sư, bệnh ngầm trên người hắn, sớm hay muộn cũng sẽ phát tác, nguy hiểm đến tính mạng. Mà bây giờ, không chỉ thu phục man thú lợi hại, còn hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Đừng nói hai gốc dược liệu, cho dù bất chấp gian nguy. Hắn cũng cam tâm tình nguyện. Không phải loại cảm kích chân chính này, cũng không có khả năng khiến cho đồ thư quán phát sinh trang sách màu vàng. Ta thu học sinh, là xem có duyên phận hay không? Chẳng lẽ còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Trương Huyền nhướng mày,
khí thế kinh người. Cần bao nhiêu tiền, thì nói bấy nhiêu tiền. Thấy lão sư kiên trì, Khương Thư âm thầm bội phục. Thấy được không? Đây mới thực sự là danh sư độ lượng. Khiến người ta không phục không được. Vâng. Hắn gật đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Hai gốc dược liệu này, xem là ban đầu ta nhận được từ trong tay Đại Dược Vương, hơn nữa cũng đạt tới 100 năm trở lên. Sử dụng kim tệ mua, cộng lại phải 2000 vạn. 2000 vạn, khụ khụ. Trương Huyền đang định vung tay lên, giao tiền cho đối phương, nghe nói như thế, ho khan một tiếng, thiếu chút nữa thì nôn ra máu ngất đi. 2000 vạn, kim tệ. Trời ạ! Giá trị bán hắn cũng không có được số tiền này. Còn tưởng rằng tối đa mấy trăm vạn, hắn giả vờ hào phóng lại giao cho. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, hai gốc cây này còn đắt hơn so với tất cả những cái dược liệu mua được trước đó cộng lại. Mẹ nó, đây đều là những dược liệu gì vậy? Ban đầu hắn muốn thu học sinh, tăng thực lực lên nhanh nhất, thu được độ tín nhiệm của đối phương. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, trực tiếp khiến cho hắn phá sản. Quá gài bẫy. Tiền là vật ngoài thân, làm như danh sư, ngày ngày nhớ tới tiền, sẽ ảnh hưởng tới tâm trí. Sắc mặt Trương Huyền đỏ lên, bàn tay vẫy một cái. Khương Thư trong đầu đầy mê hoặc. Là ta không muốn, ngươi nặc nặc đòi đưa. Sau khi nói ra cái giá như thế, còn nói nghĩ tới tiền, ảnh hưởng tới tâm trí. Thấy vẻ mặt hắn kỳ quái, Trương Huyền có chút xấu hổ, lại khoát tay áo. Như vậy đi, ngươi cố gắng điều chỉnh một chút, mấy ngày nữa. Ta sẽ tranh thủ thời gian, qua chỉ điểm cho ngươi đột phá. Coi như thù lao cho hai gốc dược liệu này. Đáp ứng đưa tiền, kết quả không có. Hắn còn không vứt được người này, không thể làm gì khác hơn là hứa hẹn lợi ích. Chỉ điểm cho ta đột phá. Đang thấy lão sư kỳ quái thế nào lại đột nhiên thay đổi thái độ, lại nghe nói như thế, Khương Thư hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thoáng cái quỳ xuống đất. Đa tạ lão sư. Hắn dừng lại ở tông sư đỉnh phong đã không biết bao nhiêu năm. Nếu như có thể đột phá, đạt được nửa bước chí tôn, bất kể tuổi thọ hay lực lượng, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi cũng đi xuống đi. Dược liệu đã có đủ, Trương Huyền cũng không có ý định ở lại lâu. Hắn đánh tiếng cùng mọi người. Ta còn có việc, phải rời đi trước, ngày mai sẽ lại qua. Nói xong hắn đi nhanh ra ngoài. Rời khỏi phủ đệ, thấy không có ai phát giác. Lúc này hắn mới biến trở về diện mạo Liễu lão sư, đi về phía Thiên Vũ học viện. Bạch Thiềm tìm phủ đệ này, cách danh sư đường và Thiên Vũ học viện cũng không xa. Thời gian không lâu, hắn đã trở về đến phòng học của mình. Hắn còn chưa đi tiến vào trong, đã thấy Mạnh Đào tiến lên đón. Lão sư, ngài đã trở về, vẫn mong ngài ra tay mau cứu học tỷ, nàng, bị thương. Mục Tuyết Tình bị thương. Trương Huyền sửng sốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 531, đám lộ trùng nâng cao thực lực 1. Vừa rời khỏi đám người Trịnh Dương không được một ngày, Triệu Nhã đã bị người đánh tổn thương. Hiện tại mới rời khỏi đám người Mộc Tuyết Tình chưa đủ 2 canh giờ, nhà đầu kia thế nào cũng bị thương. Vận khí này cũng quá tệ đi. Vâng. Sắc mặt Mạnh Đào đỏ ửng. Dẫn ta đi xem. Lắc đầu, Trương Huyền đi sau lưng hắn tiến vào phòng học. Vừa tiến vào, quả nhiên thấy sắc mặt Mộc Tuyết Tình trắng bệch, nghiêng người dựa vào trên đệm. Trương Huyền đi tới trước mặt, liếc mắt nhìn cẩn thận. Trương Huyền phiền muộn một hồi. Quả nhiên, cái gì cũng nhìn không ra. Triệu Nhã tu luyện công pháp hắn truyền thụ, cùng thuộc phạm trù thiên đạo, đồng căn đồng nguyên. Hơn nữa chung đụng lâu, cho dù không cần biết chứng bệnh, cũng có thể dễ dàng trị liệu. Mộc Tuyết Tình là học sinh ngày hôm nay hắn mới thu nhận, hiểu biết không sâu. Tất nhiên không có khả năng giống như người trước, liếc mắt nhìn ra chứng bệnh, nhanh chóng trị liệu. Nhưng không nhìn ra chứng bệnh, chị như thế nào? Nàng đánh ta một quyền. Có chút do dự, hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng biện pháp ngu nhất trước đó. Vâng, tuy rằng nghi ngờ lão sư vì sao muốn nàng làm như vậy, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm, Mộc Tuyết Tình vẫn gật đầu, nắm đấm thanh hú siết chặt, một quyền đánh qua. Đối phương công kích. Trong đầu được như nguyện xuất hiện sách liên quan tới Mộc Tuyết Tình. Hắn liếc mắt thoáng nhìn, thở phào nhẹ nhõm. Nhà đầu kia chỉ là mạnh mẽ sử dụng võ kỹ vượt quá thể năng, tổn thương kinh mạch mà thôi, không tính là vấn đề lớn. Búng ngón tay một cái, mấy cây ngân châm xuất hiện, bay đi. Một lát sau, Mộc Tuyết Tình lại cảm thấy khoan khoái một hồi.
Thương thế lưu lại bởi vì mạnh mẽ thi triển võ kỹ, biến mất, hoàn toàn khôi phục. Cảm nhận được biến hóa trên thân thể, nữ hài mở to hai mắt nhìn, có phần khó có thể tin được. Cha nàng là luyện đan sư, bình thường thay người giải quyết tai họa ngầm do bị thương, biết mạnh mẽ thi triển võ kỹ, muốn tiêu trừ rất khó. Một khi xử lý không tốt, có thể dẫn đến người tu luyện mất hết tu vi. Thế nào đến trong tay Liễu lão sư lại đơn giản như vậy? Đã thêm phiền toái cho lão sư. Trong lòng chấn động kinh ngạc, Mộc Tuyết Tình biết vị Liễu lão sư trước mắt này, thủ đoạn sâu không lường được, càng thêm bội phục. Không có gì, thế nào lại đột nhiên bị thương? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Học tỷ là... Mạnh Đào mở miệng đang muốn giải thích, lại thấy Mộc Tuyết Tình khoát tay chặn lại, cắt ngang lời hắn. Là ta vừa rồi mạnh mẽ thi triển võ kỹ, kết quả bởi vì tu vi không đủ dẫn đến. Đa tạ lão sư quan tâm. Biết nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ có điều, nếu nàng không muốn nói, Trương Huyền cũng lười hỏi nhiều. Lúc này hắn mở miệng. Vậy là tốt rồi, nếu như không có chuyện gì, Lộ Trùng lưu lại, những người khác đi về trước đi. Lão sư, Mộc Tuyết Tình có chút do dự. Có việc gì? Trương Huyền nhìn qua. Lão sư có thể truyền thụ cho ta một bộ võ kỹ hay không? Sắc mặt Mộc Tuyết Tình đỏ lên. Trước đó, nàng vẫn không tin vị Liễu lão sư này, hắn chưa từng tính toán. Hiện tại nàng lại muốn người ta truyền thụ võ kỹ, nhất thời có chút ngượng ngùng. Chỉ có điều, nàng cũng biết, không học võ kỹ mới, căn bản không có khả năng chiến thắng được nữ hài kia. Võ kỹ của phụ thân quá mức cao thâm, thi triển không tốt, làm không tốt còn có thể giống như vừa rồi, bản thân bị trọng thương. Mấu chốt nhất chính là, học được võ kỹ, không khổ công mấy năm làm không được. Ba ngày sau lại phải một lần nữa cùng người kia luận võ, học bất kỳ cái nào, sợ rằng cũng không kịp. Nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trên người vị Liễu lão sư liên tục sáng tạo kỳ tích này. Võ kỹ? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Nàng muốn học cái gì? Học sinh am hiểu sử dụng đao, không biết lão sư có thể truyền thụ cho ta một bộ đao pháp hay không? Mộc Tuyết Tình nói. Đao pháp? Trương Huyền có chút kỳ quái. Nữ hài đều thích sử dụng kiếm. Bởi vì kiếm đi nhẹ nhàng, cũng rất đẹp mắt thanh tú, phù hợp với khí chất. Nhà đầu kia tự nhiên thích sử dụng đao, thật khiến cho người ta có chút bất ngờ. Ngày hôm nay cứ về trước đi, đao pháp ta suy tính một chút, ngày mai truyền thụ cho nàng. Trương Huyền khoát tay áo. Vâng. Mộc Tuyết Tình gật đầu, lúc này mới cùng đám người Mạnh Đào lui ra ngoài. Học tỷ, vì sao học tỷ không cho ta nói? Rời khỏi phòng học, Mạnh Đào thật sự không nhịn được. Mở miệng hỏi. Rõ ràng là vì tranh mặt mũi cho lão sư mới bị thương, vì sao học tỷ không cho hắn nói ra? Nói như thế nào, cùng học sinh của Trương sư so tài, mới bị thương. Thật sự nói như vậy, ta sợ đêm nay Liễu lão sư sẽ lôi kéo chúng ta đi xin lỗi. Mộc Tuyết Tình hừ một tiếng, nói. Chuyện này, Mạnh Đào sửng sốt, địa vị và lực ảnh hưởng của danh sư thật sự quá lớn. Huống gì là loại thiên tài siêu cấp như Trương sư này, loại lão sư bình thường như Liễu lão sư căn bản không thể chống lại. Nếu thật sự biết cùng học sinh của hắn xuất hiện mâu thuẫn, làm không tốt thật sự sẽ giống như học tỷ nói, dẫn đi xin lỗi. Xin lỗi không tính là gì cả, ta là chân chính cảm thấy Liễu lão sư so với vị Trương sư kia, không kém hơn chút nào. Thậm chí có phần hơn, nhưng vì sao hai người có danh khí chênh lệch nhiều như vậy? Ta nhất định phải chiến thắng người kia. Dương danh cho Liễu lão sư. Ánh mắt Mộc Tuyết Tình lộ ra một sự kiên định. Chương 532, đám Lộ Trùng nâng cao thực lực 2. Liễu lão sư bản lĩnh tốt như vậy, nhưng vẫn không có tiếng tăm gì, rõ ràng thiếu một bình đài. Lần này vừa vặn cùng học sinh của Trương sư so đấu, một khi thắng được, tuyệt đối có thể trong nháy mắt danh chấn vương thành. Khiến cho tất cả mọi người biết, vị Liễu lão sư này tuy rằng không phải là danh sư, lại có trình độ chỉ điểm không kém danh sư chút nào. Không sai. Mạnh Đào gật đầu. Quả thật vậy. Nếu quả thật nói chuyện nói cho Liễu lão sư, cuộc tỉ thí này khẳng định không đánh nổi, làm thế nào lấy danh tiếng cho hắn, để cho tất cả mọi người biết, hắn là một vị lão sư cực kỳ lợi hại. Đương nhiên, Mạnh Đào cũng biết, học tỷ nói những lời này chỉ là khiến cho trận so tài trở nên đường hoàng, không phải là mục đích chủ yếu của nàng. Vị Mộc học tỷ này lại là tiểu bá vương của học viện, liên tục khiến cho vài lão sư phải rời đi. Ngày hôm nay bị người đánh tổn thương, nếu như không báo thù, trực tiếp xin lỗi,
khẳng định đánh chết trong lòng cũng không phục. Được, chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho Liễu lão sư biết. Ai nói ra, xem ta giáo huấn như thế nào. Nhìn về phía một đám niên đệ niên muội, Mộc Tuyết Tình hừ lạnh uy hiếp. Vâng, mọi người lên tiếng. Chúng ta không nói, nhưng nếu chẳng may lộ trùng. Mạnh Đào sửng sốt, chỉ về phía phương hướng phòng học. Tất cả bọn họ đi ra, lộ trùng bây giờ ở cùng Liễu lão sư. Nếu chẳng may bọn họ giữ mồm giữ miệng, nhưng người này nói ra thì làm sao bây giờ? Lộ trùng, người câm này, ngay cả chuyện của mình cũng sẽ không mở miệng, người cảm thấy, có thể nói tới chúng ta sao? Mộc Tuyết Tình liếc một cái. Điều này ngược lại cũng đúng. Mạnh Đào lúng túng gãi đầu một cái. Hơn 2 năm lộ trùng ngay cả 3 câu cũng chưa nói qua, làm sao có thể lắm miệng nói những điều này. Giống như bọn họ suy đoán, lộ trùng quả thật không nói gì. Lúc này, vẻ mặt hắn đang câu nệ nhìn qua, bởi vì Liễu lão sư nói yêu cầu, khiến cho hắn có chút thẹn thùng. Cởi sạch y phục, tiếng của lão sư vang lên. Cởi quần áo, lộ trùng gãi đầu, không biết nên làm như thế nào cho phải. Tu luyện độc thể vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cần công pháp luyện thể ta dạy cho ngươi tu luyện đạt tới đại thành. Ngươi bây giờ vẫn thiếu chút hỏa hậu, chỉ có thể để ta giúp ngươi. Thần sắc Trương Huyền nghiêm trọng. Tu luyện độc thể khó khăn hơn so với trong tưởng tượng. Nếu không, vô số độc sư cũng không có khả năng đều chết ở trong đó. Vâng. Nghe lão sư bảo hắn cởi quần áo là vì tu luyện, lúc này lộ trùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để cho Trương Huyền biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ tức chết. Học sinh bây giờ, đều trưởng thành sớm như vậy sao? Đều là những tư tưởng gì vậy? Thời gian không lâu, lộ trùng lại cởi sạch y phục nằm thẳng ở trên ghế nghỉ trong phòng học. Lông mày Trương Huyền nhíu lại một cái, búng ngón tay một cái. Mấy cây ngân châm xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng run lên. Ngân châm lập tức đâm vào bên trong huyệt đạo lộ trùng. Chân khí thiên đạo tinh thuần, lập tức chảy xuôi ở bên trong thân thể ra. Thiên phú của lộ trùng này quả thật rất bình thường. Dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, tu luyện thiên đạo kim thân bản đơn giản hóa tới đại thành, sợ rằng cần phải 1-2 ngày. Nếu như lại thêm củng cố các loại, chỉ ít phải 3-4 ngày. Đã mở miệng khoe khoang, trong vòng 10 ngày khiến cho hắn báo thù, chỉ thần công thiên đạo lại tốn thời gian lâu như vậy, độc thể tất nhiên rất khó hoàn thành. Cho nên, vì tốc độ nhanh hơn, hắn dự định mạnh mẽ vận chuyển chân khí, giúp đối phương nâng cao thực lực. Nếu như giúp đám người Triệu Nhã nâng cao, trong lòng bọn họ có thể sẽ phát sinh sự ỷ lại, đối với tu luyện về sau, lưu lại tai họa ngầm. Nhưng lộ trùng này lại khác. Hắn có thể ở ngoài cửa quỳ 7 ngày 7 đêm, chỉ vì bái sư. Vì đề phòng nói lộ ra, giả vờ câm điếc 2 năm. Phần tâm trí này, vượt qua bọn họ quá nhiều. Tâm trí mạnh như vậy, sau này làm sao có thể tiến bước chậm, đánh mất lòng tin. Mấu chốt nhất chính là, loại mạnh mẽ nâng cao thực lực này. Sẽ phải chịu thống khổ rất lớn. Đám người Triệu Nhã, cho dù là Viên Đào, sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi. Ầm 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 ầm. 5 ngón tay khẽ búng, ngân châm bay lượn. Từng luồng chân khí dọc theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể lộ trùng, trong nháy mắt xé mở kinh mạch chật hẹp trước đó. Đau đớn mãnh liệt giống như lăng trì, xé rách từng mảng cơ bắp toàn thân. May mà ý chí của lộ trùng kiên định, bằng không, khẳng định đã sớm kêu thảm thành tiếng. Chịu đựng. Cũng không nhiều lời vô ích, chân khí trong cơ thể Trương Huyền sôi trào, tất cả ngân châm trong tay bắn ra ngoài. Phương thức vận chuyển của thiên đạo kim thân, hắn hết sức rõ ràng. Hắn biết tu luyện thế nào mới có khả năng tăng lên nhanh nhất. Kim châm giống như dọc theo một tuyến đường, không ngừng đi về phía trước, rất nhanh đi tới đỉnh đầu. Ầm ầm, chân khí trong cơ thể ở dưới sự hướng dẫn chân khí của hắn, vọt tới. Lộ trùng chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng động rất lớn. Giống như là phá tan một vách ngăn. Ích huyệt cảnh, ta tự nhiên đạt được ích huyệt cảnh. Trong nháy mắt, hắn đã biết, mình tự nhiên đột phá đỉnh lực cảnh đỉnh phong, đạt tới cảnh giới ích huyệt. Đừng nhúc nhích, còn không có kết thúc. Thấy thân thể hắn kích động run rẩy, lông mày Trương Huyền nâng lên, bàn tay chộp một cái. Dược liệu hắn nhận được từ chỗ của nghiệp đoàn y sư và Khương Thư xuất hiện ở trước mặt. Hai tay hắn kích phát chân khí, chợt trùng kích qua, đánh cho dược liệu trở thành thuốc bột. Tăng 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 tăng. Những thuốc bột này dung hợp với nhau, lập tức phát sinh phản ứng, giống như là thay đổi hình thái, biến thành một loại vật phẩm kịch độc. Bàn tay chộp một cái, ngân châm trên người lộ trùng bay ra,
vừa tiếp xúc với thuốc bột, nhất thời biến thành màu đen. 10 ngón liên tục bắn ra, độc châm lại bay trở lại, một lần nữa đâm vào trong cơ thể người này. A! À, kịch độc dọc theo ngân châm chui vào trong cơ thể, một đau đớn xé rách mạnh mẽ hơn so với trước gấp mấy lần ập đến. Sắc mặt Lộ Trùng thoáng chốc trở nên trắng bệch, hắn cũng không kiên trì nổi, la lên. Phù! Đánh tất cả ngân châm vào trong cơ thể đối phương, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lau mồ hôi trên đầu một chút, cất số thuốc bột còn lại, bỏ vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Lần đầu tiên rèn luyện đã làm xong, có thể kiên trì hay không lại phải xem lực ý chí của hắn. Không kiên trì nổi, chết. Kiên trì được, cá chép nhảy long môn, phá kén thành bướm, một lần bay lên trời. Chương 533, Công pháp Thiên Đạo Tông Sư Cảnh 1. Kịch độc xâm nhập huyết mạch, Lộ Trùng cảm thấy toàn thân cũng muốn phát điên rồi. Mãnh liệt đau đớn tiến vào trong đầu, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng được. Phụ thân, nương, tỷ tỷ, đệ đệ. Mỗi một bóng người xoay quanh ở trong đầu, trong lúc hắn tiến hành triệu hoán, một lực hút cường đại, hình như muốn hút linh hồn tiến vào trong, vĩnh cửu trầm luân ở trong bóng tối, lại không có cách nào xoay người. Không được, ta không thể bất tỉnh. Một khi không chịu nổi, một phen tâm huyết của lão sư sẽ trôi theo dòng nước. Ta lại còn mặt mũi nào đi gặp phụ thân, nương bọn họ. Siết chặt nắm đấm, trong lòng hắn la hét một tiếng. 2 năm qua, cố nén không nói lời nào, không phải hắn không muốn nói, mà là kẻ thù của hắn quá mức cường đại. Hắn không muốn mình còn chưa có tu luyện thành công, đã bị đối phương phát hiện, chịu khổ diệt khẩu. 10 mấy tuổi, chính là thời điểm thích náo nhiệt nhất, lại cứng rắn giả dạng làm lão đầu trầm mặc ít nói, áp lực trong lòng có thể tưởng tượng được. Làm như vậy là vì cái gì? Phần hận thù trong lòng này. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, đệ đệ, cả nhà 137 người, tất cả đều chết thảm. Nếu không phải hắn trùng hợp không ở đó, chỉ sợ từ lâu cũng biến thành thi thể. Vốn tưởng rằng, nếu muốn báo thù, còn cần phải mất rất nhiều năm, thậm chí cả đời vô vọng. Hiện tại liễu lão sư cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì. Trong lòng hắn thầm gào thét, ý chí rèn luyện hơn 2 năm càng thêm kiên cường. Hắn vốn sắp không kiên trì nổi, tinh thần rơi vào ảm đạm, lại một lần nữa trở nên hoạt bát. Không tệ. Nhìn thấy được người này ngay cả thống khổ như vậy cũng có thể chịu được, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Suy đoán của mình không sai. Lực ý chí của đối phương quả thật vượt quá sức tưởng tượng. Tiếp tục kiên trì như vậy, vô cùng có khả năng tu luyện thành công độc thể, do đó thực lực tăng lớn. Được hiệu của kịch độc sẽ kéo dài một đêm này đều sẽ thống khổ như vậy. Nghĩ biện pháp kiên trì được, người sẽ phát hiện tất cả cố gắng này đều đáng giá. Căn dặn một tiếng, Trương Huyền đắp chăn lên cho Lộ Trùng, xoay người ra khỏi phòng. Tu luyện độc thể đã bắt đầu, có thể kiên trì hay không, hoàn toàn dựa vào chính hắn. Những người khác cũng không giúp được, ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng rời khỏi đây. Ra khỏi phòng, lúc này hắn mới phát hiện, trời đã hoàn toàn tối đen. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ăn chút gì đó. Ngày mai phải dạy Triệu Nhã và Mộc Tuyết Tình kiếm pháp, đao pháp. Trước hết tu luyện một chút thử xem. Đáp ứng hai nàng dạy các nàng võ kỹ, nhưng hiện tại bản thân hắn cũng không biết. Hắn phải tận dụng thời gian tu luyện, hoàn toàn nắm giữ, mới có khả năng truyền thụ tốt hơn. Kiếm pháp trước. Tinh thần hắn liên kết với đồ thư quán, chồng chất tất cả võ kỹ kiếm pháp nhìn thấy được từ danh sư đường lại cùng một chỗ. Chính xác. Một tiếng kêu khẽ vang lên. Lập tức hình thành một quyển bí tịch kiếm pháp hoàn chỉnh. Kiếm, trăm binh cùng vương, múa nhẹ linh động, như rắn, như mị. Phía trên viết kỹ càng tỉ mỉ cách tu luyện một bộ kiếm pháp. Hắn tiện tay nhặt một nhánh cây lên, chân khí trong cơ thể vận chuyển chặt chẽ dựa theo nội dung trên bí tịch. Chỉ luyện một hồi, hắn liền ngừng lại, mày nhăn lại. Không đúng, những kiếm pháp còn có thiếu sót, không hoàn chỉnh. Võ kỹ do danh sư đường lưu lại đều tương đối cao cấp. Tệ nhất cũng đạt tới phàm cấp đỉnh phong, quỷ cấp hạ phẩm còn chỗ nào cũng có. Võ kỹ cao minh, cũng lại đại biểu cho số lượng rất hiếm hoi. Toàn bộ tàng thư khố, võ kỹ liên quan tới kiếm pháp, tổng cộng chỉ có hơn 10 quyển, thu tập những chính xác trong đó, căn bản không hình thành chiêu số hoàn mỹ, càng chưa nói võ kỹ thiên đạo. Loại kiếm pháp gián đoạn này, mạnh mẽ tu luyện làm không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn kiếm phổ không trọn vẹn, Trương Huyền phiền muộn một hồi.
Vốn tưởng rằng danh sư Đường có bí tịch kiếm pháp, chỉ cần dung hợp với nhau, là có thể hình thành kiếm pháp thiên đạo. Hiện tại xem ra, hắn vẫn suy nghĩ quá đơn giản. May mà không có truyền thụ loại kiếm pháp này cho Triệu Nhã. Nếu thật sự truyền đi, sợ rằng không cần cùng những người khác luận võ, bản thân cũng sẽ luyện chết chính mình. Xem đao pháp. Nhịn xuống sự phiền muộn, hắn đưa mắt tập trung ở trên đao pháp. Chỉ chốc lát, trên mặt hắn càng phiền muộn. Giống như kiếm pháp, bí tịch thu thập quá ít, không có cách nào hình thành chiêu số hoàn chỉnh. Người khác tu luyện võ kỹ, cấp bậc bí tịch càng cao càng tốt. Hắn trùng hợp lại khác, hắn cần số lượng càng nhiều càng tốt. Về phần cấp bậc, không quan trọng. Danh sư là chức nghiệp lợi hại nhất ở đại lục, võ kỹ bình thường tất nhiên không có khả năng để vào mắt, cũng sẽ không thu thập. Làm như vậy đối với các danh sư khác mà nói, không tính là gì cả. Đối với hắn mà nói cũng có chút vô nghĩa. Đi nơi nào tìm một ít bí tịch đao pháp, kiếm pháp căn bản đây. Sửa sang lại một hồi, biết không có bất kỳ biện pháp nào, Trương Huyền gãi đầu. Đúng rồi, đây là Thiên Vũ Học Viện. Trong học viện khẳng định có không ít kiếm pháp, đao pháp căn bản. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Nơi khác tìm loại bí tịch này khẳng định không quá dễ dàng. Nhưng nơi này là học viện, khẳng định có rất nhiều loại cấp bậc như vậy. Nghĩ đến điểm này, hắn không lại rầu rĩ nữa. Hắn tìm học sinh hỏi thăm một chút về vị trí kho sách của giáo sư, sau đó sải bước đi qua. Thời gian không lâu, hắn đi tới một tàng thư khố cực lớn. Hắn lấy ra lệnh bài đại biểu thân phận, rất nhanh tiến vào trong đó. Không hổ danh là nơi chứa sách của học viện, mặc dù không có lớn bằng tàng thư khố của danh sư Đường, lại cũng không nhỏ. Chứa đầy đủ các loại công pháp, võ kỹ tu luyện. Nhìn thoáng qua một cái, không dưới trăm vạn. Chương 534, Công pháp Thiên Đạo Tông Sư Cảnh 2. Trong kho sách của danh sư Đường có không ít sách và những chức nghiệp khác. Nhưng ở đây, trên cơ bản đều là công pháp và võ kỹ. Cái khác cho dù có, cũng rất ít. Công pháp dưới tông sư cảnh, đối với Trương Huyền mà nói, cũng không có tác dụng gì. Hắn trực tiếp lượt qua, tìm kiếm kiếm pháp. Chỉ một lát sau, hắn tìm được bí tịch liên quan tới kiếm pháp, đủ một hàng lớn, không dưới mấy nghìn quyển. Hắn thu thập tất cả quyển sách vào trong đầu. Chính xác. Lần này kiếm pháp xuất hiện, hoàn chỉnh không sứt mẻ, có thể dễ dàng tu luyện. Hắn cũng không nóng nảy, lại tìm được đao pháp, cũng thu vào trong đầu. Ừ, công pháp tu luyện tông sư cảnh. Đi dọc theo kệ sách, hắn lại thu vào không ít bí tịch võ kỹ khác. Đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Hắn thấy được một loạt sách. Không ngờ là, công pháp tu luyện của tông sư cảnh. Dựa theo quy định của Thiên Huyền Vương Quốc, bí tịch tông sư cảnh vô cùng trân quý. Chắc hẳn là gửi ở một kho sách riêng. Chỉ có trưởng lão mới có tư cách quan sát. Không vừa nghĩ kho sách tới đây mặc cho lão sư nào cũng có thể tới lại có. Tùy tay cầm lên một quyển, hắn mở ra vừa nhìn, nhất thời cười gượng lắc đầu. Vốn tưởng rằng Thiên Vũ Vương Quốc chú ý chính là dạy dỗ không phân loại. Trưởng lão sư bình thường đều bình đẳng. Vừa nhìn xong, hắn mới phát hiện. Mình suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù là bí tịch có thể tu luyện tới tông sư, nhưng trồng chất ở đây đều là loại bình thường nhất, cấp thấp nhất. Nói tới cấp bậc, cũng lại ở trong phàm cấp, hạ phẩm. Loại công pháp tu luyện cấp bậc như vậy, cho dù thiên phú cực cao, không 10 năm 8 năm, cũng đừng mong tiến bộ một bậc. Xem ra công pháp thật sự lợi hại, vẫn bị đưa đến trong một kho sách riêng. Lưu lại ở đây, đều là vô bổ, có cũng được không có cũng được. Ném đi thì đáng tiếc, lưu lại cơ bản không có ai đi luyện. Chỉ có điều, đối với Trương Huyền mà nói, đây lại là đồ tốt nhất. Ngón tay hắn xẹt qua, rất nhanh thu tất cả công pháp vào trong đầu. Chính xác. Trước đó, ở Hồng Liên Thành hắn đã thu thập không ít công pháp tông sư cảnh. Lúc này lại thêm những cái này, bên trong đồ thư quán lập tức hình thành công pháp thiên đạo cảnh giới tông sư. Đi ra ngoài trước, lại tu luyện. Cố nén kích động muốn lập tức tu luyện. Hắn lại ở tàng thư khố dạo qua một vòng, lại không có đồ gì cần, lúc này hắn mới xoay người rời khỏi đó. Một lần nữa trở lại lớp học, thấy Lộ Trùng đang đối đầu với kịch độc, hoàn toàn không có chút thả lỏng, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Hắn đi vào phòng học nhỏ, khoanh chân ngồi xuống. Tiện tay mở ra công pháp thiên đạo tông sư cảnh, nhắm mắt tu luyện. Tăng 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 tăng. Dựa theo vận chuyển chân khí, linh khí trong không khí xung quanh lập tức cuồn cuộn lao đến. Dọc theo huyệt đạo dũng mãnh tràn vào kinh mạch. Ừ. Tu luyện một hồi, hắn mở mắt.
Lần tu luyện này hình như không được thông thuận giống như trước kia, thăng cấp giống như uống nước. Trái lại hắn có loại cảm giác chết chìm, giống như hắn là một bệnh nhân tham lam, không ngừng muốn cắn nuốt. Thứ trước mắt lại quá mức thưa thớt, căn bản không đủ ăn. Linh khí. Suy tư một hồi, hắn hiểu được. Võ giả 7 tầng đầu, tụ khí, đan điền, chân khí, bì cốt, đỉnh lực, ích huyệt, thông huyền. Đối với linh khí yêu cầu cũng không nhiều. Ví dụ như, ích huyệt cảnh, chỉ cần mở huyệt đạo là có thể nâng cao thực lực. Thông huyền cũng chỉ là khơi thông kinh mạch, đỉnh lực cảnh còn là tu luyện thân thể. Đạt đến tông sư lại khác, đó là dung nạp chân khí, tích lũy linh khí. Mỗi lần thăng cấp một điểm, đều cần số lượng lớn linh khí bổ sung. Nếu như xem đan điền của cấp bậc tông sư trở thành hồ nước, linh khí xem như dòng nước, muốn lấp đầy, nước tất nhiên càng nhiều càng tốt. Công pháp cao cấp sẽ làm dòng nước trở nên lớn hơn nữa. Công pháp thiên đạo, thật giống như sông lớn bao la, rót vào hồ nước, nhất định phải chảy nhanh hơn nhiều so với dòng suối nhỏ. Nhưng điều kiện trước tiên là, trong sông lớn phải có nước. Còn không đủ nước, sông lớn lại rộng đi nữa, cũng sẽ không nhanh hơn so với dòng suối là bao nhiêu. Nói cách khác, công pháp thiên đạo không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ có điều dựa vào linh khí hấp thu trong không khí để thăng cấp, tốc độ cũng có chút không đủ nhìn. Không có khả năng lại giống như trước kia, một canh giờ đột phá một cấp lớn. Lấy mức độ linh khí loãng trong không khí, tu luyện như vậy, không ba tới năm tháng, rất khó đạt được tông sư đỉnh phong. Trong lòng Trương Huyền suy nghĩ tìm hiểu, công pháp thiên đạo tuy rằng vẫn cường đại, đáng tiếc linh khí trong không khí quá ít. Chỉ bằng vào hấp thu như vậy, muốn tích lũy lực lượng tông sư đỉnh phong, chỉ ít cần phải 3 tới 5 tháng. Thật sự quá mức phiền phức. Đương nhiên, nếu như cho người khác biết ý nghĩ này của hắn, tuyệt đối cũng sẽ có lòng muốn giết chết hắn. 3 tới 5 tháng lại từ tông sư sơ kỳ đạt được đỉnh phong, đã rất đáng sợ có được hay không? Lại còn không biết đủ. Thôi đi, ngày mai đi nghiệp đoàn luyện đan sư xem, có thể tìm được một ít đan dược ẩn chứa linh khí hay không? Có mấy thứ này giúp đỡ, chắc hẳn là có thể nhanh chóng thăng cấp. Biết tu luyện như vậy rất chậm, Trương Huyền cũng không lại sốt ruột nữa. Linh khí không đủ, có thể dùng đan dược thay thế. Nghiệp đoàn luyện đan sư lại có không ít đan dược ẩn chứa linh khí hùng hậu. Không đi tu luyện công pháp tông sư cảnh, Trương Huyền tập trung lực chú ý ở trên võ kỹ kiếm pháp và võ kỹ đao pháp, chậm rãi nghiên cứu. Hai canh giờ sau, vù, từ trên kệ binh khí trong phòng học, hắn tiện tay lấy tới một thanh trường kiếm, dựa theo phương pháp vận chuyển chân khí ghi chép trong đầu, nhẹ nhàng đâm một cái. Tê nữa. Chân khí bắn thẳng ra, ở mũi kiếm hình thành kiếm quang chói mắt, phun ra nuốt vào không tắt. Hắn nhẹ nhàng rạch một cái. Kiếm khí lập tức lan tràn về phía trước hơn 10 thước, lúc này mới dừng lại. Trên mặt đất rắn chắc, bị rạch ra một đường rãnh thật sâu. Chương 535, thù lớn của lộ trùng thượng 1. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Trương Huyền lại cầm lấy một thanh trường đao, nhẹ nhàng bổ xuống. Giống như trường kiếm, hình thành một đao quang trắng toát, mang theo khí tức khiếp người, cũng bổ mặt đất ra một vết nứt thật sâu. Không hổ danh là chiêu số võ kỹ dung hợp cao cấp. So với thần quyền thiên đạo, thương pháp thiên đạo trước đó cũng lợi hại hơn không ít. Cảm nhận được uy lực của kiếm khí, đao khí, Trương Huyền gật đầu. Lại củng cố một hồi, hoàn toàn quen thuộc. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Tinh giản bộ kiếm pháp, đao pháp này một chút, truyền thụ cho Triệu Nhã, Mộc Tuyết Tình, không quan tâm chiến đấu cùng ai, chắc hẳn đều có thể dễ dàng chiến thắng. Tuy rằng không biết đối thủ của Triệu Nhã là ai, nhưng nếu nàng thua thiệt về võ kỹ, chỉ cần học được bộ kiếm pháp này, đối phương lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng không chống đỡ được. Trương Huyền không tin, Thiên Vũ Vương quốc còn có võ kỹ gì có thể thắng được thứ lấy từ Thiên Đạo Đồ Thư Quán ra. Về phần Mộc Tuyết Tình, miệng nàng không nói, có khả năng cũng cùng người khác gây ra mâu thuẫn bị thương. Truyền thụ cho nàng bộ đao pháp này, đủ để phòng thân, khiến cho đối thủ lại khó chống đỡ. Mộc Tuyết Tình trở lại nơi ở. Nhớ tới chuyện ngày hôm nay, nàng vẫn giống như đang nằm mơ. Mặc dù chính mắt thấy được rất nhiều thủ đoạn của Liễu lão sư, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Tùy tiện chỉ điểm, khiến cho bạn học cả lớp đều đột phá. Giải quyết dễ dàng đan độc trong cơ thể nàng, tuyên bố trong vòng 10 ngày khiến cho lộ trùng nắm giữ thực lực chiến thắng cường giả thông huyền cảnh. Những điều này, cho dù là một vài danh sư lợi hại, so với hắn cũng kém hơn. Đi vào phòng khách, nàng duỗi người, đang định đi về nghỉ, lại thấy vẻ mặt phụ thân kích động đi tới.
Tình Nhi, con đã trở về, thật sự là quá tốt. Thế nào, phụ thân? Phụ thân Mộc Đan Sư luôn luôn trầm ổn, thế nào hiện tại lại là bộ dáng này? Con được cứu rồi. Mộc Đan Sư hưng phấn, hai mắt tỏa sáng. Có thể cứu chữa. Mộc Tuyết Tình không hiểu ra sao. Nàng vừa không chết, lại không bệnh, cái gì mà được cứu rồi? Mấy năm nay con tu luyện, vẫn dùng đan dược, tuy rằng tiến bước rất nhanh, nhưng nguyên nhân bởi vì thể chất và công pháp tu luyện, trong cơ thể tồn tại không ít đan độc, ảnh hưởng tiến bước sau này. Những điều này, năm ngoái ta mới phát hiện, nhưng đã muộn. Vẻ mặt Mộc Đan Sư áy náy nhìn qua. Vì có thể giúp con loại trừ tai họa ngầm, ta đặc biệt đi qua nghiệp đoàn y sư, ghi chép cặn kẽ tình huống của con. Kết quả, ngay cả mọi người trong nghiệp đoàn y sư cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mộc Hoành hội trưởng cũng bất lực, thậm chí đánh dấu nó là tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Ban đầu ta nghĩ, loại tình huống này của con rất khó chữa trị được. Không nghĩ tới, ngày hôm nay xuất hiện một y sư lợi hại, một hơi cho ra phương pháp tốt đẹp giải quyết tất cả vấn đề trên tường nghi nan. Nói cách khác, đan độc bên trong cơ thể con có thể trị hết. Hai mắt Mộc Đan Sư tỏa sáng. Chuyện đan độc trong thân của nữ nhi, khi hắn ý thức được thì đã muộn. Hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn, tìm phương pháp trị liệu khắp nơi. Hiện tại hắn biết được vị hội trưởng mới của nghiệp đoàn y sư có thể giải quyết dễ dàng, hưng phấn khó có thể kìm chế được. Đan độc. Mộc Tuyết Tình chớp mắt, đang muốn nói đan độc trên người đã hoàn toàn giải quyết được, lại nghe được lời của phụ thân tiếp tục vang lên. Con không biết, vị hội trưởng mới nhậm chức này là thiên tài tới mức nào. Tường nghi nan của nghiệp đoàn y sư, hắn tự nhiên trực tiếp xông đến điểm cuối, liên tục giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Mỗi một cái đều cho ra phương thuốc hoàn mỹ. Cái cuối cùng, còn làm cho y sư tứ tinh, ngũ tinh cũng khó quyết định được kết quả. Vừa tán thưởng, Mộc Đan Sư vừa lắc đầu. Mặc dù chính tai nghe nói, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải bằng hữu bên nghiệp đoàn y sư thể thốt là sự thật, hắn cũng hoài nghi tin tức có phải là thật hay không. Ai, đúng rồi, nghe nói. Hội trưởng mới nhậm chức này làm lão sư ở trường học các con. Ngày mai con giúp ta hỏi thăm một chút, ta chuẩn bị trước, cố gắng bái kiến, cầu cho con lấy phương pháp trị liệu. Xúc động qua đi, Mộc Đan Sư nhìn sang. Học viện có lão sư lợi hại như vậy sao? Tên gọi là gì? Tại sao con chưa từng nghe nói qua? Mộc Tuyết Tình nghi ngờ nhìn qua. Nàng cũng đã nghe nói qua về tường nghi nan của nghiệp đoàn y sư. Một hơi giải quyết 19 chứng bệnh, mỗi cái đều hoàn mỹ, tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên. Tạo thành thanh thế, sợ rằng không thể nhỏ hơn so Trương Huyền danh sư. Lão sư của học viện, nàng cơ bản đều biết, từng người có bao nhiêu cân lượng, nàng đều so sánh qua. Từ khi nào xuất hiện một vị lợi hại như vậy? Nếu như có, chắc hẳn danh tiếng đã sớm truyền ra bên ngoài. Hắn hình như, Mộc Đan Sư có chút do dự. Họ Liễu, tim Mộc Tuyết Tình đập, thịch một cái, nhớ ra cái gì đó, đôi mắt thanh tú của nàng chăm chú nhìn qua, sắc mặt đỏ lên, có chút khẩn trương. Hắn sẽ không phải gọi là Liễu Trình chứ? Tên của Liễu Lão Sư, khi hắn vừa vào phòng học đã giới thiệu, nàng nhớ rõ. Không sai, gọi là Liễu Trình, hình như là vừa được Thiên Vũ Học Viện tuyển dụng qua. Nhớ tới nội dung bằng hữu nói với hắn, Mộc Đan Sư gật đầu. Liễu Trình, đôi mắt thanh tú thoáng cái trợn tròn, giống như đèn lồng. Mộc Tuyết Tình giống như là gặp quỷ. Vị lão sư này của mình không ngờ là y sư, một hơi giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý, trở thành hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Vừa rồi, trong lòng tuy rằng đã đoán được một ít, nghe được phụ thân xác nhận, nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Con biết vị lão sư này. Điều này thật sự quá tốt, ngày mai đi ngay tới bái kiến, mời hắn ra tay giúp con giải quyết đan độc trong cơ thể. Không phát hiện ra sự chấn động kinh ngạc của nữ nhi, Mộc Đan Sư hưng phấn tiếp tục nói. Không cần bái kiến, đan độc trong cơ thể ta, hắn đã giúp ta giải quyết. Một lát sau, cuối cùng tiêu hóa tin tức này, Mộc Tuyết Tình cười gượng lắc đầu. Giúp con giải quyết, Mộc Đan Sư nhìn qua. Vâng, Mộc Tuyết Tình gật đầu. Hắn. Tại sao phải giúp con? Chương 536, thù lớn của Lộ Trùng Thượng 2. Mộc Đan Sư không quá tin tưởng. Thân phận của vị Liễu lão sư này như vậy, làm sao có thể giúp nữ nhi mình giải quyết đan độc miễn phí? Bởi vì, nghe được phụ thân nghi ngờ hỏi, gương mặt Mộc Tuyết Tình khẽ nâng lên, một sự tự hào từ trong mắt lộ ra.
Hắn, là sư phụ của ta. Sư phụ của con. Mộc đan sư sững sờ đứng ở tại chỗ, toàn thân đều bối rối. Cảnh tượng tương tự phát sinh ở trước mặt đám người Mạnh Đào. Tất cả học sinh của Liễu lão sư, trong một đêm đều xôn xao. Tỉnh dậy, Trương Huyền cảm thấy tinh thần thông suốt. Tối hôm qua luyện xong kiếm pháp thiên đạo, đao pháp, lại suốt đêm sửa đổi một chút. Võ kỹ do đồ thư quán thu thập sửa sang lại, tuy rằng cường đại, nhưng không có chân khí thiên đạo duy trì, không những khó có thể phát huy uy lực mạnh nhất, làm không tốt còn có thể tạo thành tổn thương đối với thân thể. Lại giống như đứa trẻ sơ sinh ép buộc dùng búa lớn, lực lượng không đủ, ngược lại uy lực giảm bớt. Có chút sửa chữa, thích hợp với đối phương, có khả năng càng sắc bén. Đi ra khỏi phòng nhỏ của phòng học, đi tới lớp học, hắn lập tức nhìn thấy được Lộ Trùng ngày hôm qua tu luyện độc thể cuối cùng chống đỡ nổi đợt hành hạ thứ nhất, mở miệng lớn thở hổn hển ngồi ở trên ghế. Lão sư, thấy Trương Huyền đi ra, hắn vội vàng ôm quyền. Ừ, hắn có thể chống đỡ được, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Vẫn không cảm thấy quá mức bất ngờ, Trương Huyền gật đầu, cười nhìn qua. Cảm giác như thế nào? Ta, Lộ Trùng có chút do dự. Cảm giác vẫn là ích huyệt cảnh sơ kỳ, tu vi không mấy tăng lên. Độc tính tiêu giảm, hắn lại quan sát, giống như tối hôm qua, vẫn là ích huyệt cảnh sơ kỳ. Thực lực hoàn toàn không có chút tăng trưởng, nếu không phải xuất phát từ sự tín nhiệm đối với vị lão sư trước mắt này, hắn cũng hoài nghi thống khổ chịu đựng tối hôm qua, đã nhận một cách vô nghĩa. Nhớ tới loại đau đớn này, trong lòng hắn liền không nhịn được run lên. Giống như xuống địa ngục. Nhiều lần đều cảm thấy có thể không kiên trì nổi. Nếu không phần thù hận trong lòng này chống đỡ, hắn khẳng định không chịu đựng được. Bên kia có một cột đá đo lực, có thể thử một chút. Trương Huyền cười khẽ. Vâng. Lộ Trùng gật đầu, đi vài bước tới phía trước cột đá, siết chặt nắm đấm, đập mạnh tới. Ong. Cột đá run rẩy, một nhóm chữ chậm rãi hiện lên. 44 đỉnh, ích huyệt cảnh đỉnh phong. Điều này, sao có thể như vậy được? Nhìn thấy rõ ràng chữ ở phía trên, thân thể Lộ Trùng thoáng lảo đảo một cái, con mắt trợn tròn. Hắn không cảm thấy lực lượng tăng, thế nào thoáng một chút lại đạt được hơn 40 đỉnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Cường giả ích huyệt cảnh bình thường, mở một chỗ huyệt đạo tăng một đỉnh lực. 44 đỉnh tương đương với mở ra 40 chỗ huyệt đạo, đỉnh lực cảnh đỉnh phong có 4 đỉnh lực. Nhưng, hắn cũng chỉ mở ra một chỗ, còn là đêm qua đột phá, làm sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Người gia tăng là lực lượng của thân thể. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Lộ Trùng tu luyện chính là độc thể, gia tăng chỉ là lực lượng thân thể, mà không phải là tu vi. Lực lượng thân thể đạt được cảnh giới nhất định, cũng có thể so sánh cùng chân khí của cường giả. Một ít độc sư lợi hại, cho dù không cần chân khí, cũng có thể xé nát tông sư. Ngày hôm qua lợi dụng phương pháp tu luyện độc thể, sử dụng kịch độc giúp rèn luyện thân thể của hắn, thời gian một đêm ngắn ngủi. Khiến cho lực lượng từ 5 đỉnh, cứng rắn tăng lên tới 44 đỉnh. Ta, nhìn thấy được con số ở trên tấm bia đá, cảm nhận được lực lượng trong cơ bắp phát ra, viền mắt Lộ Trùng đỏ lên. Trước đó Liễu lão sư nói, khiến cho hắn trong vòng 10 ngày báo thù, trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Bây giờ hắn mới biết, là sự thật. Thời gian nửa ngày một đêm, khiến hắn từ đỉnh lực cảnh sơ kỳ, tăng lên tới 44 đỉnh, có thể so với ích huyệt cảnh đỉnh phong. Phần năng lực này, quả thực hắn mới nghe lần đầu. Cho dù tự mình trải qua, hắn cũng cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không. Đa tạ lão sư. Lúc này, hắn mới tính là vui lòng phục tùng đối với Liễu lão sư trẻ tuổi trước mắt này, lại không có nửa điểm nghi ngờ nữa. Hiện tại có thể nói một chút về chuyện của ngươi. Trương Huyền nói. Ta. Nắm đấm của Lộ Trùng căng thẳng. Nhớ kỹ, ngươi là học sinh của Liễu Trình ta. Cho dù kẻ thù của ngươi là quốc vương bệ hạ của Thiên Vũ Vương quốc, chỉ cần hắn làm sai. Chắp hai tay ở sau lưng, trên người Trương Huyền tản ra sự tự tin không cho phép người khác nghi ngờ. Vi sư đều sẽ giúp ngươi đâm hắn thủng lỗ. Lão sư, nắm đấm căng thẳng, nước mắt Lộ Trùng cũng không dừng được nữa, từ viền mắt chen trúc ra. Nếu như người khác nói vậy, hắn sẽ cảm giác rất buồn cười, cảm thấy nhất định là đang nói mạnh miệng. Nhưng chẳng biết tại sao. Vị Liễu lão sư trước mắt này nói như vậy, lại làm cho hắn không dám có chút nghi ngờ. Từ khi phụ mẫu, người thân bị giết chết, loại cảm giác có chỗ cho người ta dựa vào này, sớm đã không còn. Không nghĩ tới, từ trên người vị Liễu lão sư này hắn lại cảm nhận được. Lão sư trước mắt,
tuổi tác thoạt nhìn không lớn, lại giống như một ngọn núi cao, khiến cho trái tim đang trôi nổi của hắn trầm tĩnh lại, không cô độc nữa. Nói đi. Trương Huyền nhìn qua. Vâng. Lộ Trùng cũng không giấu giếm nữa, mở miệng nói ra chuyện mình gặp phải. Chương 537, thù lớn của Lộ Trùng, hạ 1. So với lời nói của nhân vật trong một ít cốt truyện, âm mưu không khác nhau quá nhiều. Lộ Trùng ở tại Lục Gia, ở Thiên Vũ Vương Thành, không tính là thế gia gì cả, nhưng cũng có của cải giàu có. Từ nhỏ, thiên phú của hắn lại không mấy tốt, ngược lại nổi bật nhất chính là tỷ tỷ của hắn, 17 tuổi lại sát hạch trận pháp sư học đồ thành công, được truyền thành giai thoại. Chỉ có điều, cũng chính vì như vậy, tạo thành khởi nguồn của tai họa. Thiên phú tốt, dáng người xinh đẹp, hồng nhan gây họa, bị một kẻ ăn chơi trác táng nhìn chúng. Chuyện về sau, đoán cũng có thể đoán được, vì yêu sinh hận, cuối cùng tạo thành bi kịch. Cả nhà chúng ta 137 người, trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ. Ta vừa vặn ra ngoài săn bắn, mới may mắn tránh khỏi tai họa. Nhớ tới thù hận trong lòng, toàn thân hắn lại run rẩy, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Gia tộc của ngươi ở Thiên Vũ Vương Thành. Trương Huyền nhìn qua. Nếu như không phải ở Thiên Vũ Vương Thành, cũng không cần cẩn thận như vậy, ngay cả lời cũng không dám nói. Đúng. Lộ Trùng gật đầu. Tu vi của ta quá kém, biết chắc trốn không thoát, mới trà trộn vào học viện, rú rú trong nhà, không nói lời nào. Đương nhiên, có lẽ đối phương cũng có thể không coi ta là chuyện gì, lúc này mới sống cầu thả đến bây giờ. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, đối phương có khả năng không nghĩ tới ngươi có thể ẩn nấp ở nơi làm người khác chú ý nhất. Chỉ là, một gia tộc bị diệt, 137 người bị tàn sát sạch sẽ, chắc hẳn phải gây ra động tĩnh rất lớn. Lẽ nào danh sư đường và Thiên Vũ Vương quốc không quản sao? Trương Huyền có chút không dám tin tưởng. Danh sư đường trấn áp một phương, không chỉ bồi dưỡng danh sư, giảng dạy học sinh, quan trọng hơn chính là, duy trì trật tự một phương. Bình thường đánh nhỏ, nháo nhỏ có thể sẽ không lưu ý. Nhưng thoáng cái tàn sát cả gia tộc, tuyệt đối sẽ gây ra chấn động, phái người tra xét. Lại nói, cho dù danh sư đường không quan tâm, vương thất của Thiên Vũ Vương quốc cũng ăn phân sao? Có thể ở vương thành tùy tiện giết người sao? Thậm chí diệt tộc sao? Cụ thể có chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Chỉ biết là, tất cả mọi người chết, lại còn ta sống. Ta cũng không dám đi hỏi thăm, sợ bị phát hiện. Trên mặt Lộ Trùng lộ ra sự dữ tợn, trong mắt hận ý chảy xuôi. Lại hỏi vài câu, phát hiện hắn nói không rõ, Trương Huyền không hỏi tới nữa, an ủi một câu. Cái khác không cần nghĩ, cố gắng tu luyện. Ngày hôm qua truyền thụ phương pháp cho ngươi, chỉ cần kiên trì 5 lần, gần như lại có thành tựu, có thể dễ dàng chém giết cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong. Ngày hôm nay nghỉ ngơi trước đi, điều chỉnh trạng thái, nuôi dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối tiến hành lần thứ 2. Vâng. Lộ Trùng ôm quyền, xoay người đi về phía ký túc xá. Hắn nói đơn giản, nhưng Trương Huyền biết, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Sự kiện tàn sát gia tộc như vậy, khiến cho Thiên Vũ Vương quốc không có chút động tĩnh nào, hoặc là kẻ thù của hắn nắm giữ thực lực cực cao, hoặc chính là có địa vị rất cao. Quan trọng nhất chính là, nếu như chỉ là vì yêu sinh hận, tối đa giết chết tỷ tỷ của hắn là được. Làm sao có thể hủy diệt cả gia tộc? Sợ rằng điều dính dáng trong đó, không phải nói đơn giản như vậy. Xem ra người học sinh này mặc dù nói nghiêm túc, lại nghĩ một đằng nói một nẻo, che giấu không ít điều. Không tính nói, vậy chờ hắn muốn nói. Lại hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ. Trương Huyền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tuy rằng giúp đối phương nâng cao thực lực, nhưng thời gian chung đụng còn ít. Hắn không dám nói tường tận với mình, cũng rất bình thường, không có gì phải giàu dĩ. Về phần Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chỉ có thể nhìn ra hắn có thù lớn, tình huống đại khái về chuyện đã từng trải qua, cũng không thể kỹ càng tỉ mỉ nói ra kẻ thù của hắn là ai, vì sao nhận được kẻ thù như vậy. Lại giống như Triệu Nhã, Mộc Tuyết Tình. Hắn có thể nhìn ra hai người bị thương, thậm chí nguyên nhân, lại không thể biết được là bị ai đả thương. Đi ra khỏi phòng học, nhìn về phía Liễu lão sư tuổi không lớn trong phòng học này, viền mắt Lộ Trùng ửng đỏ, siết chặt nắm đấm. Không phải hắn không muốn nói, mà là, không dám. Kẻ thù của hắn có thân phận và địa vị gì, hắn biết rất rõ. Hắn không muốn để cho lão sư duy nhất trên thế giới này thật sự trả giá vì hắn, lại bị độc thủ. Liễu lão sư, ngài giúp ta nâng cao thực lực, ta đã thiếu nợ ân tình cực lớn, không có cách nào hoàn trả lại. Nên thật sự không muốn để cho ngài dính vào.
ngài dù sao chỉ là một vị lão sư bình thường của học viện. Một khi bị người ta phát hiện, thu ta làm học sinh, truyền thụ thực lực, nhất định sẽ khiến cho ngài rơi vào tai họa. Mối thù của ta, để bản thân ta đi giải quyết. Trong lòng Thẩm Hạ quyết định, Lộ Trùng xoay người rời đi. Một đêm lực lượng tăng mạnh nhiều như vậy, khiến cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng báo thù. Lộ Trùng rời khỏi không lâu, những học sinh khác đã trở lại. Trương Huyền giảng giải cho những người khác một ít tri thức căn bản, lại chỉ điểm tu vi một hồi, lúc này mới gọi một mình Mộc Tuyết Tình vào gian phòng, truyền thụ đao pháp. Vừa mới bắt đầu nghe nói chỉ có một chiêu, Mộc Tuyết Tình còn có chút thất vọng. Học một hồi, lúc này nàng mới phát hiện ra ảo diệu, thân thể không ngừng run rẩy. Chiêu đao pháp này tuy rằng không nhận ra cấp bậc, nhưng nàng biết, so với Lạc Hoa Quyền phụ thân nàng truyền thụ cho, cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Căn bản không phải cùng một khái niệm. Một chiêu đao pháp này ẩn chứa thiên địa chí lý, biến phức tạp thành đơn giản. Chỉ cần ra tay, cũng cảm giác làm cho không người nào có thể chống đỡ. Cảm ơn Liễu lão sư ban thưởng hậu hĩnh. Luyện tròn một canh giờ, chân khí ở bên trong thân thể lao nhanh, lại không có thể ngăn cản. Lúc này Mộc Tuyết Tình mới đầy hưng phấn quỳ xuống đất, đối với vị lão sư trước mắt này tràn ngập cảm kích và sùng bái. Tiện tay giúp nàng giải quyết đan độc, lại truyền thụ võ kỹ lợi hại như vậy. Phần ân tình này, đã khó có thể dùng từ ngữ để biểu đạt nên lời. Ta nhất định phải đánh bại nữ nhân kia, sửa danh cho Liễu lão sư. Răng trắng cắn chặt, nàng âm thầm đưa ra quyết định. Lão sư đối với nàng như vậy, nàng không có gì có thể báo đáp, chỉ có thể thay hắn dương danh. Đánh bại danh sư học sinh của Trương Huyền, chính là đường tắt hay nhất. Chương 538, thù lớn của Lộ Trùng, hạ 2. Không biết người học sinh mới thu nhận này, đã cắn răng nghiến lợi cố gắng tu luyện muốn giáo huấn đám người Triệu Nhã, Trương Huyền một trận, hắn muốn rời khỏi phòng học. Thật vất vả thu thập công pháp tông sư cảnh, nhưng bởi vì linh khí không đủ, tu luyện chậm chạp. Hiện tại lúc rảnh rỗi, hắn đương nhiên muốn đi tới nghiệp đoàn luyện đan sư, tìm xem có đan dược ẩn chứa linh lực hay không. Ngươi nói vị Liễu lão sư này, có thật sự lợi hại giống bọn họ nói hay không? Tùy tiện chỉ điểm, khiến người ta đột phá. Cách chỗ lớp học của Trương Huyền không xa, hai người thiếu niên đứng ở một bên. Một người trong đó mở miệng nói. Nếu có những học sinh khác ở đây, nhất định có thể nhận ra, hai người này chính là sao kim nổi danh nhất học viện, Triệu Vũ Tinh đứng đầu và Lưu Trường Nham đứng thứ hai trong trận thi đấu của học viện. Người nói chính là Triệu Vũ Tinh. Nếu nói như vậy, khẳng định có lý do. Mộc Tuyết Tình tính tình ra sao ngươi cũng không phải không biết. Có thể khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí không tiếc cùng học sinh của Trương Sư trở mặt, vị Liễu lão sư này khẳng định có thủ đoạn không muốn cho người biết. Lưu Trường Nham nói tiếp. Ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy được hai nàng tranh đấu, hai người lại đối vị Liễu lão sư trong truyền thuyết này tràn ngập tò mò. Ngày hôm nay thế nào cũng phải đi tìm hiểu một chút, rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Ta lại không tin, học viện này ở trên phương diện dạy học, còn có người có thể vượt qua được Bạch lão sư. Mặc dù biết đối phương nói như vậy, khẳng định không thành vấn đề, Triệu Vũ Tinh vẫn có chút không tin. Bọn họ đều ở trong trường, cũng không biết vị Liễu lão sư trong miệng bọn họ ở nghiệp đoàn y sư gây ra động tĩnh lớn tới mức nào, bằng không, cũng sẽ không hiếu kỳ như vậy. Về phần Bạch lão sư, là giáo sư sao kim nổi danh nhất của học viện, giống như Lục Tầm ở Thiên Huyền Vương quốc trước đây. Ừ, xe ngựa của Vương thất tới đây làm gì? Đang nói thầm, đột nhiên, Lưu Trường Nham chỉ về phía trước. Theo hắn chỉ nhìn lại, Triệu Vũ Tinh cũng không kìm lòng được sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy ngay phía trước một chiếc xe ngựa màu kim hoàng, dọc theo con đường chậm rãi chạy nhanh đến. Chính là xe ngựa Vương thất của Thiên Vũ Vương quốc. 8 con tuấn mã, xem bộ dáng này là thành viên nòng cốt của Vương thất mới có khả năng ngồi. Chẳng lẽ là Thái tử Điện Hạ hoặc Tam Công Chúa? Nói tới Tam Công Chúa, ánh mắt Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham đều nóng như lửa. Tam Công Chúa Mạc Vũ lại là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng bọn họ. Người xinh đẹp, thiên phú cao, còn sát hạch danh sư thành công, danh tiếng chấn động Vương Thành. Nếu không phải hai thiên tài Trương Huyền danh sư và Mạc Hoàng nhất đè nặng, khẳng định nàng càng chói mắt. Bù! Ngựa xe dừng lại, một bóng người xinh đẹp đi xuống. Quả nhiên là công chúa Điện Hạ. Nhìn thấy được bóng người này, hai vị thiếu niên thiên tài đều kích động, sắc mặt đỏ lên, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ có điều, hai người lập tức cảm thấy có chút kỳ quái.
nàng tới học viện làm gì? Vị Mạc Vũ công chúa này đã là danh sư nhất tinh, lại có thiên phú và tu vi cao như vậy, tự nhiên không có khả năng đến trường, càng không cần chạy tới dạy học. Vậy nàng muốn làm gì? Bọn họ đang nghi ngờ, đã thấy nàng đi vài bước tới trước mặt lớp học của Liễu lão sư, thân thể thoáng cúi xuống. Tại hạ Mạc Vũ của Thiên Vũ Vương quốc, đặc biệt tới bái kiến Liễu Trình lão sư. Giọng nói thanh thúy to rõ vang vọng khắp nơi. Bái kiến Liễu lão sư. Đường đường là danh sư nhất tinh, luyện đan sư nhị tinh, thuần thú sư nhất tinh. Mạc Vũ công chúa, lại muốn bái kiến vị Liễu Trình này. Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham sửng sốt, thiếu chút nữa khiếp sợ đến mức hàm răng rơi trên mặt đất. Mạc Vũ công chúa lại là Thiên Vũ Vương quốc, gần với thiên tài siêu cấp Mạc Hoàng nhất. Không chỉ là danh sư, thực lực bản thân, cũng đạt được thông huyền cảnh. Đặc biệt tới bái kiến một lão sư bình thường của học viện. Không nhìn lầm chứ? Hắn không phải hôm qua mới được tuyển chọn vào học viện sao? Hắn có tư cách gì khiến cho một vị danh sư, đường đường là công chúa của vương quốc tự mình qua? Chỉ có điều, chấn động kinh ngạc còn không có kết thúc. Bọn họ lại nhìn thấy Liễu lão sư vẫn khiến cho bọn họ rất tò mò, đẩy cửa đi ra, liếc mắt thoáng nhìn Mạc Vũ công chúa. Nàng tới đây làm gì? Khụ khụ, tìm ta có chuyện gì? Phù phù. Thân thể Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham thoáng lảo đảo một cái, cảm thấy muốn nôn ra máu. Đây là thái độ gì? Cho dù có chút bản lĩnh, nhìn thấy công chúa, chung quy phải cúi người chào chứ. Mặc dù không như vậy, chí ít cũng xưng hô công chúa, khách khí. Trực tiếp nói, nàng tới đây làm gì, tìm ta có chuyện gì? Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai hả? Một lão sư bình thường của học viện, ngay cả giáo sư sao kim cũng không phải, nhìn thấy đường đường một danh sư nhất tinh, một chút tôn kính cũng không có. Trong giọng nói còn mang theo nghi ngờ, thật quá không để người ta ở trong mắt. Hai người chỉ cảm thấy lửa giận vọt tới ra mặt, bọn họ đang nghĩ ngợi làm thế nào báo cáo lên học viện, cảnh cáo người tự cho mình là đúng này, khiến cho hắn tuân thủ quy định của nghiệp đoàn giáo sư. Bọn họ lại thấy Mạc Vũ công chúa bước lên trước. Phụ vương nhà ta đang ở bên ngoài chờ, hy vọng Liễu lão sư có thể qua gặp mặt. Phụ vương, vương quốc bệ hạ Mạc Thiên Tuyết. Hy vọng Liễu lão sư có thể gặp mặt. Đây là tình huống gì? Bệ hạ tự mình đến bái kiến một vị lão sư bình thường. Hai vị thiên tài Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham trợn tròn con mắt. Giờ phút này, bọn họ thật sự cảm thấy mình điên rồi. Chương 539, Linh Thạch 1. Không chỉ hai người bọn họ phiền muộn, ngay cả Mạc Vũ lông mày cũng nhảy loạn, thiếu chút nữa nổ tung. Nàng tự mình qua, đã cảm thấy có chút ủy khuất. Người này thì hay rồi, bộ dạng thái độ thờ ơ. Người khác lần đầu tiên gặp mặt, tệ nhất đều là, ra mắt Mạc Vũ công chúa, tại hạ có lễ, cố gắng hết mức giả vờ thân sĩ. Hắn trực tiếp tới một câu, nàng tới đây làm gì? Ta với người rất quen thuộc sao? Nếu không phải phụ vương ngàn dặn vạn dặn, người nghĩ rằng ta sẽ tới sao? Đã thấy người không lễ phép, lại chưa thấy qua người nào không lễ phép như vậy. Ngực không ngừng lên xuống, Mạc Vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhớ đến căn dặn của phụ vương trước khi tới đây, nàng đã cảm thấy càng phiền muộn hơn, chỉ có thể cố nén cơn giận. Phụ vương kết giao vị Liễu lão sư này, muốn nàng qua trước, ý tứ rất đơn giản. Để cho bọn họ làm quen một chút, tốt nhất có thể phát triển chút gì đó. Như vậy, đối với nàng có lợi ích rất lớn. Vương thất cạnh tranh tàn khốc, Mạc Hoàng nhất tuy rằng họ Mạc, lại không phải là đích không phải thân. Hắn lập tức sẽ trở thành danh sư nhị tinh, lại thêm bản thân có thiên phú cường đại, nếu thật sự muốn cướp giật vương vị, cái gọi là thái tử, vương tử căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có người cũng là danh sư như nàng mới có thể chống lại một chút. Cho nên, Mạc Thiên Tuyết bệ hạ có ý định muốn bồi dưỡng Mạc Vũ, để cho nàng trở thành một đời nữ đế, chống lại Mạc Hoàng nhất. Không đến mức quyền lực rơi ra bên ngoài. Như vậy tới nay, vị hôn phu tương lai của nàng lại rất quan trọng. Hiện tại toàn bộ Vương Thành, người trẻ tuổi danh tiếng thịnh nhất, không ngoài Trương Huyền danh sư và vị Liễu lão sư này. Trương Huyền danh sư địa vị cao, thực lực mạnh, phía sau lại có lão sư lợi hại làm chỗ dựa. Cho dù sau đó có quan hệ mang tính thực chất, cũng không tiện khống chế. Vị Liễu lão sư này lại khác. Phụ vương đặc biệt phái người điều tra qua. Là người sinh ra lớn lên ở địa phương Thiên Vũ Vương quốc, bởi vì nguyên nhân thân thể, không có cách nào sát hạch danh sư. Tu vi cũng chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, không tính là quá cao. Ban đầu,
người như thế không có khả năng xứng với Mạc Vũ. Ai cũng không nghĩ tới, hắn có y thuật cao minh, thậm chí nhảy một cái trở thành hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Y sư tuy rằng không phải là chức nghiệp chủ chiến, lại là một trong những chức nghiệp vô số người không dám đắc tội. Bởi vì ai cũng không thể bảo đảm, sẽ không mắc bệnh. Nếu như người này thật sự có quan hệ cùng Mạc Vũ, vương vị của nàng khẳng định có thể ngồi vững vàng. Cho dù Mạc Hoàng Nhất muốn cướp giật, cũng phải e ngại một chút. Bởi vì những điều này, Mạc Vũ mới nhịn xuống sự phiền muộn, đặc biệt tới mời. Nàng vốn tưởng rằng người này sẽ được sủng mà kinh hãi lo sợ, cao hứng tới khoa chân múa tay. Dù nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới, hắn lại là bộ dạng không thèm để ý chút nào. Nàng lại là công chúa, danh sư. Đây tính là thái độ gì? Hàm răng cắn chặt, nàng hừ một tiếng. Nàng đưa ra phụ vương, cho rằng vị Liễu Trình này cho dù phách lối đi nữa, cũng phải e ngại một chút, lại thấy hắn nhướng mày. Phụ vương của nàng, hắn tìm ta làm gì? Ta còn có việc, không có quá nhiều thời gian. Đối với người gọi là quốc vương của vương quốc, Trương Huyền cũng không quá quan tâm. Đường đường là danh sư nhị tinh, cũng thật sự có bản lĩnh và khí thế cao ngạo này. Chỉ có điều, Mạc Vũ công chúa nghe vào trong tai, cũng có chút phát điên. Cho dù ngươi là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, nhưng bây giờ thực lực bản thân không đủ, đẳng cấp không đạt được, cũng chỉ là hữu danh vô thực, có gì có thể kiêu ngạo. Còn không có quá nhiều thời gian gặp phụ thân. Cuồng vọng như thế, tại sao không đi chết đi? Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham ở một bên, cũng sắp muốn nôn ra máu. Vốn tưởng rằng đối mặt với công chúa hoàn toàn không có chút cung kính nào, cũng làm cho người ta không nói được lời nào. Không nghĩ tới, hắn nghe được bệ hạ cũng không quan tâm. Ngươi làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ chọc giận Mạc Vũ công chúa, bị một cái tát đánh chết sao? Phụ vương đặc biệt đến đây, lại từ chối như vậy, khó tránh khỏi không tốt lắm. Răng trắng cắn chặt, Mạc Vũ bực bội nói. Ách, được rồi, dẫn ta qua. Trương Huyền khoát tay. Hắn cũng không phải cố tình khiến cho vị công chúa kiêu ngạo này. Mà là một đường từ thú đường đi tới Hồng Liên Thành, hai người quá quen thuộc. Thấy nàng qua bái kiến, trong lúc nhất thời hắn không chú ý tới thân phận của Liễu lão sư. Chỉ có điều, hiện tại xem ra mặt nạ da người của danh sư đường hết sức lợi hại, hơn nữa làm ra thân phận giả không chê vào đâu được. Cho dù là nàng, cũng không nhìn ra được sơ hở. Hừ, vung ống tay áo, Mạc Vũ đi về phía trước. Nhìn hai người rời đi, Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham đưa mắt nhìn nhau. Người này không phải là một lão sư bình thường sao? Vì sao có thể để cho quốc vương bệ hạ tự mình bái kiến, còn khiến cho Mạc Vũ công chúa tức giận thành như vậy, cũng không nổi giận. Đừng nói là lão sư, cho dù Tạ viện trưởng, chỉ sợ cũng không có đặc quyền này. Đi qua xem một chút. Lại cũng không nhìn được hiếu kỳ, hai người theo sát phía sau. Ngoài cửa học viện, một chiếc xe ngựa cực lớn đang đỗ. Đám người Trương Huyền còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy Hoàng Liêm kích động. Một người trung niên khí tức uy vũ đi xuống. Hai mắt người này giống như điện, khí tức như rồng. Còn chưa đến trước mặt, lại khiến người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Không ngờ là cường giả tông sư cảnh đỉnh phong, cách nửa bước chí tôn cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Chắc hẳn vị này chính là Liễu hội trưởng. Mạc Thiên Tuyết cười tiến lên đón. Vừa đi hắn vừa cẩn thận quan sát. Một lát sau, ánh mắt lộ ra sự tán dương. Thân chức vị cao, trên người hắn tự mang theo một loại lực áp bách. Cho dù là cường giả đồng cấp khác gặp hắn, cũng sẽ cảm thấy hoảng loạn. Thanh niên trước mắt tuổi không lớn lắm, lại ung dung tự nhiên, hoàn toàn không có chút khẩn trương nào. Chỉ riêng phần tâm tính này, người bình thường lại không thể so sánh được. Không hổ danh là cường nhân siêu cấp giải quyết 19 vấn đề trên tường nghi vấn khó xử lý, lòng can đảm, hiểu biết và tâm trí, người thường không có thể sánh kịp. Không biết quốc vương bệ hạ tìm tại hạ có chuyện gì? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Chương 540, Linh Thạch 2. Liễu hội trưởng liên tục giải quyết 19 vấn đề khó khăn của tường nghi vấn khó xử lý, một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, làm ta vẫn rất sùng bái. Ngày hôm nay vừa vặn đi ngang qua đây, muốn mời hội trưởng đi tới vương cung ngồi, để cho ta cũng làm tròn trách nhiệm của người chủ địa phương. Mạc Thiên Tuyết nói. Vương cung. Trương Huyền lắc đầu. Thật ngại quá, ta còn có việc phải đi tới nghiệp đoàn luyện đan sư một chuyến. Có khả năng không rảnh qua được, lòng tốt của ngài ta xin nhận. Hiện tại hắn còn muốn đi nghiệp đoàn luyện đan sư, tìm kiếm đan dược ẩn chứa linh khí,
về phủ để truyền thụ võ kỹ cho Triệu Nhã, quả thật không có thời gian đi vương cung. Từ chối lời mời của bệ hạ. Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham vừa đến cách đó không xa, lại nghe hắn nói như thế, khiếp sợ đến mức tất cả đều rụt cổ lại. Vị Liễu lão sư này cũng quá mạnh mẽ. Không chỉ có thái độ bất kính đối với Mạc Vũ công chúa, hiện tại bệ hạ ở ngay trước mặt mời, hắn cũng trực tiếp từ chối. Nếu Liễu hội trưởng có việc, ta cũng không tiện làm phiền. Đây là một chút tâm ý của tại hạ, xin hãy nhận lấy. Nghe hắn từ chối, Mạc Thiên Tuyết vẫn không tức giận, trái lại mỉm cười. Một vị thái giám đi lên, chuyển tới một cái hộp ngọc. Nghiệp đoàn y sư tuy rằng ở trong phạm vương thành vi, nhưng có thể làm được hội trưởng, đã có tư cách để cho hắn luận giao ngang hàng. Hắn ngoắc tay. Thái giám mở hộp ngọc ra, một luồng linh khí nồng đậm đập vào mặt, khiến huyết mạch toàn thân người ta đều thoáng chút bị hưng phấn. Trong hộp ngọc để một hòn đá nhỏ sáng óng ánh, kích thước bằng hạt đào, phản xạ dưới ánh sáng mặt trời, giống như kim cương sáng chói. Linh thạch, là linh thạch. Nhìn thấy được thứ này, thân thể Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham đều run lên, trong mắt đồng thời có ngọn lửa bốc cháy. Linh thạch, khoáng thạch đặc biệt ở Vương quốc Phong Hào cũng rất ít thấy, sinh ra ở địa phương linh khí tập trung lại. Mỗi một khối đều vô cùng trân quý, vạn vạn lần khó cầu, là bảo bối vô thượng người tu luyện dùng để tu luyện. Có người nói thứ này, chỉ giao lưu ở trong cao tầng, có tiền không mua được. Cho dù là danh sư nhị tinh, muốn cầu lấy một viên cũng không thể được. Không nghĩ tới, quốc vương bệ hạ tự nhiên tiện tay lấy ra một viên, đưa cho vị Liễu lão sư trước mắt này. Phần lễ vật này quả thực quá lớn. Đổi lại thành bọn họ, sợ rằng trong nháy mắt sẽ kích động, khó có thể tự kìm chế được, không tìm được phương hướng. Bọn họ vội vàng nhìn về phía Liễu lão sư cách đó không xa. Chỉ thấy bộ dạng hắn không chút động lòng, không nhúc nhích chút nào. Thảo nào, chỉ phần bình tĩnh này của Liễu lão sư, khiến người ta bội phục. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người đồng thời bội phục sát đất. Đây chính là linh thạch, chỉ cần là người tu luyện, nhìn thấy không có người nào không hít thở dồn dập, khó có thể tự kìm chế được. Liễu lão sư có thể mặt không đổi sắc, chỉ dựa vào điểm ấy, đã làm cho bệ hạ phải lấy lễ đối đãi như vậy. Đang âm thầm cảm thán sự chênh lệch giữa người và người thật sự quá lớn, bọn họ liền nghe được người thanh niên cách đó không xa vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua. Đây là cái gì? Phù phù. Trước mắt hai người tối sầm, cũng sắp khóc. Mới vừa rồi bọn họ còn bội phục sát đất, náo loạn nửa ngày, vị Liễu lão sư này, căn bản không nhận ra. Hại bọn họ uổng công lãng phí biểu tình. Khụ khụ. Vẻ mặt Mạc Thiên Tuyết đang đầy cao ngạo, hy vọng nhìn thấy được Trương Huyền chấn động kinh ngạc, thiếu chút nữa cũng bị sặc nước bọt, đầy bất đắc dĩ. Linh thạch, cho dù chưa thấy qua, nhưng chung quy cũng từng nghe nói qua chứ. Vị Liễu hội trưởng này đối với y đạo tinh thông như vậy, kết quả. Lại ngay cả thứ này cũng chưa từng nghe qua. Tuy rằng Trương Huyền ở danh sư đường xem không ít sách, nhưng những quyển sách này vẫn chưa dung hợp thành trí nhớ của bản thân, chỉ có thời điểm kiểm tra, mới xuất hiện. Bình thường cho dù có kiến thức gì, cũng không biết được rõ ràng. Thật giống như một ít động cơ tìm kiếm ở kiếp trước, có thể tìm kiếm được không ít tri thức, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào khiến người ta hiểu rõ những chuyện không biết. Nhưng điều kiện trước tiên, phải sớm biết cần tìm kiếm chính là cái gì. Bằng không, cũng không có cách nào. Nói cách khác, những kiến thức này cho dù ở đồ thư quán, có thể lật xem bất cứ lúc nào, cũng không thuộc về bản thân hắn. Hiện tại chính là loại tình huống này. Đột nhiên nhìn thấy được một hòn đá trong suốt lấp lánh, cho dù trong đầu có nhiều sách hơn nữa, không biết phải tìm từ đâu, cũng không khớp. Đây là một viên linh thạch, trong đó ẩn chứa linh khí hùng hậu, có thể khiến cho người tu luyện làm ít công to. Mạc Thiên Tuyết giải thích. Linh thạch. Biết tên, tinh thần hắn thoáng động, trong đầu lập tức xuất hiện một quyển sách liên quan, Trương Huyền tiện tay mở ra. Quả nhiên thấy miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, linh thạch là do linh khí tập trung lại thành khoáng thạch. Trong đó ẩn chứa linh khí dày đặc, dùng để tu luyện, có thể giải quyết tình trạng khốn cùng do linh khí trong không khí quá thưa thớt. Cái này. Trong chớp mắt, sắc mặt Trương Huyền đỏ lên. Hắn vừa lúc muốn tìm đan dược có linh khí sung túc. Có thứ này, hắn còn đi nghiệp đoàn luyện đan sư làm cái gì? Hoàn toàn có thể hấp thu linh khí trong đó, trùng kích tông sư đỉnh phong. Cảm ơn. Biết thứ này chân quý, cũng không chờ đối phương giới thiệu xong. Trương Huyền đưa tay lập tức cầm ở trong lòng bàn tay, thu vào trong nhẫn chứa vật. Nhìn hắn một khắc trước còn bình tĩnh không thèm quan tâm, sau một khắc trực tiếp lấy đi,
rất sợ người khác cướp giật, Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ đều muốn phát điên. Trời ạ, có cần biến hóa nhanh như vậy hay không? Đang cảm thấy đối phương có phải có chút tinh thần phân liệt hay không, lại thấy người thanh niên trước mắt chắp hai tay ở sau lưng, mắt liếc nhìn vào không trung, thần sắc cao thâm sam vời, giống như thế ngoại cao nhân hiếm có. Ta sẽ không tùy tiện lấy đồ của ngươi, như vậy đi, ta có thể miễn phí chữa bệnh cho ngươi một lần. Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ, Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 540.